ngày hôm nay đó tôi xin uh, vì đây là cái uh, cái cái bài giảng đầu tiên thành ra tôi xin đề nghị với các các chị chúng ta cứ thông thả uh, leo lên một cái uh, một cái uh, chuyến xe đò xong rồi chúng ta cứ đi theo cái chuyến xe đỏ đó để mà đi thăm qua các vùng không phải các các vùng của đất nước mà các vùng của những cái tế bào trong cái hệ hô hấp của chúng ta. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cố gắng để mà tìm hiểu những cái tác dụng của từng cái phân tử một và từng cái thụ thể một rồi từ đó chúng ta sẽ uh, có cái nhìn nó rõ ràng và nó 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 chính xác hơn về những cái cơ chế không những về bệnh lý mà về cả dược lý học uh, và từ đó thì với trong cái trong cái phương cái, cái, cái cương vị của một cái người bác sĩ thì chúng ta có thể không những hiểu rõ về cái bệnh tình của người bệnh nhân mà có thể dùng uh, thuốc một cách nó uh, nó 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 bài bản hơn uh, là uh, khi là chúng ta chỉ dùng mà 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 không hiểu rõ những cái cơ chế của nó thành ra cái điều đầu tiên mà chúng ta chúng ta bàn tới đó và cái đây là một cái slide mà tất cả các anh các chị có thể nhìn vào thì thấy nó nó rất là rõ và và nó cũng rất là đơn giản đây đó là cái slide nó cho chúng ta thấy một cái một cái một cái khí quản hay là một cái phế quản và ở bên phía bên tay bên tay trái thì rõ ràng ở đây đó là một cái phế quản bình thường bởi vì cái phần ở cái phần trong này đó cái cái tiếng anh nó gọi là lumen hay tiếng pháp là lumière có nghĩa là cái nơi mà khí nó có thể thông qua đó nó tương đối nó rộng nó thoải mái trong khi ở bên tay phải đó thì đây rõ ràng đó là một cái phế quản của một cái người bệnh nhân đang lên một cái cơn kịch phát cái cơn kịch phát đó nó có thể là kịch phát do bệnh siêu PD, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là do bệnh hen suyễn gây ra nhưng mà cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng thấy rõ rằng là cái 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 sự kiệt phát này đó nó sẽ gây ra một cái hậu quả nó làm co thắt phế quản và nó làm giảm lại cái không gian mà cái khí nó có thể nó thông qua để nó đưa cái dưỡng khí từ bên ngoài vào bên trong cái phần phế nang của chúng mình của chúng ta Bây giờ cũng là cái slider đó nhưng mà với cái hình vẽ thứ nhất là nó đẹp hơn và thứ nhì thì nó rõ ràng hơn. Thì ở bên này chúng ta thấy cái lumen có nghĩa là cái khoảng trống ở giữa nó rất là nó rất là thoải mái. Trong khi đó ở bên này thì chúng ta thấy cái khoảng này nó đã đi, nó, nó đã bị hẹp đi lại. Thì ở đây nó có một cái thông điệp thứ nhất mà tôi muốn uh, tôi muốn có thể uh, chia sẻ cùng với tất cả các anh các chị cái thông điệp đó đó là cái hiện tượng cho dù rằng là chúng ta đang ở trong cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là trong bệnh hen suyễn hay là trong những, những những cái nhiều bệnh lý khác thì cái hiện tượng mà mà quan trọng nhất đó là cái hiện tượng viêm bởi vì có viêm nên chúng ta mới có cái sự co thắt với quản. Thành ra cho dù chúng ta dùng cái loại thuốc nào đi nữa thì chúng ta cũng đừng quên rằng là cái mấu chốt của nó ngay từ lúc đầu đó là cái hiện tượng viêm. Và cái viêm đó, đó thì nó nó vừa là một cái viêm, nó có thể là cái viêm cấp tính nhưng mà nó cũng có thể nó là cái viêm mãn tính. Đấy. Uhm. Cái slide sau. Thì ở đây các anh chị thấy nhé, là ở bên phía bên tây tay trái thì chúng ta lại thấy cái một cái một cái phế quản giống như cái lúc nãy và ở bên phía bên tay phải thì cái, cái 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 câu chuyện nó bắt đầu nó hơi phức tạp hơn một tí đây là cái câu chuyện của những cái người bị bệnh nhân hen suyễn và bởi vì bị hen suyễn nên cái cái cái, cái cơ cái, cái cái cơ nguyên lúc đầu đó là cái dị nguyên nhưng mà chúng ta cũng có thể thay thế cái dị nguyên này bằng bất cứ một cái thứ nào khác nó có thể là một cái con siêu vi như là cái con siêu vi trùng của của covid ngày hôm nay nó có thể là một cái một cái khói thuốc lá nó có thể bất cứ là một cái loại gì và từ đó từ cái nguyên nhân đó, đó nó sẽ tác động nó sẽ tác động ra một số các tế bào và các tế bào này đó chúng ta thường gọi là các tế bào viêm. Thì ngày hôm nay chúng ta khoan quan tâm đến từng cái loại tế bào một tại vì cái đây nó cũng là một cái vấn đề chuyên sâu, chuyên khoa của cái trong ngành hô hấp. Chúng ta chỉ nhớ đây là những cái tế bào viêm tên của những cái tế bào thì các anh các chị có lẽ đã biết loại là bạch cầu đa nhân, ái toan, trung tính hoặc là đại thực bào vân vân và vân vân chúng ta bây giờ cứ tạm nghĩ và tạm nhớ đó là những cái tế bào viêm những cái tế bào viêm đó đó sẽ uh, sẽ là một cái việc nó rất là đơn giản những cái tế bào đó sẽ uh, coi như là uh, phản ứng uh, trước một cái sự mà uh, xâm lấn đến từ bên ngoài và cái sự cái 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 phản ứng của các tế bào đó đó là tổng hợp và tiết ra một số những cái chất mà chúng ta gọi là những cái chất trung gian và những cái chất trung gian này đó nó sẽ tác động lên những cái tế bào còn lại mà chúng ta gọi là những cái tế bào uh, địa phương uh, tiếng anh gọi là resident cell tiếng pháp gọi là cellule resident những cái tế bào địa phương đó đó là những cái tế bào nó thuộc vào cái cơ chế của cái của cái hai lá phổi của chúng ta nhưng mà ở đây có một điều mà chúng ta chúng ta các anh các chị có thể đã biết rồi nhưng mà có lẽ là không có để ý lắm đó là nếu chúng ta nghĩ rằng là ở đây chỉ là một cái câu chuyện giữa những tế bào uh, với một cái kẻ xâm lăng xâm lăng ở đây là dị nguyên hoặc là một con vi trùng hoặc là một cái uh, một cái một cái chất ô nhiễm như là thuốc lá hoặc là ô nhiễm môi trường thì nếu đây là một cái câu chuyện của của giữa những tế bào thì chúng ta thấy rõ ràng là những tế bào viêm là những cái tế bào gây ra chuyện những cái tế bào mà địa phương là những cái tế bào chịu chịu nghĩa là uh, thụ động nghĩa là phải chịu những cái những cái những cái hậu quả của những cái của những cái uh, chất trung gian viêm nhưng mà thực ra đó trong cái slide đợt sau các anh các chị sẽ thấy rằng là đến một cái lúc nào đó, đó những cái tế bào địa phương có những những cái tế bào biểu mô những cái tế bào của những cái mạch máu uh, những cái tế bào của cơ trên cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái viêm đó và cũng sẽ tự những cái tế bào đó tổng hợp ra những cái chất trung gian mà chính những cái chất trung gian đó nó sẽ gây cái ảnh hưởng không tốt cho những cái tế bào địa phương đó thì cái câu hỏi mà đặt ra ở đây đó trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề là tại sao những cái tế bào địa phương đó họ lại làm như vậy thì tôi xin thưa là như vậy là nếu mà chúng ta uh, uh, vẫn xem cái câu chuyện này như là một cái câu chuyện của một cái sự mà tự vệ trước một cái sự xâm xâm lăng thì những cái tế bào viêm ở đây đó là những cái tế bào giúp cho cái cơ thể của chúng ta chống lại cái sự xâm lăng đến từ bên ngoài và những cái uh, những cái vũ khí của những cái tế bào viêm đó là những cái chất gây ra viêm và những cái chất gây ra viêm đó là không phải để cho các tế bào địa phương bị ảnh hưởng xấu, mà chính ra là để dùng để mà tiêu diệt những cái gì đến từ bên ngoài dị nguyên hoặc là con virus hoặc là những cái những cái chất mà gây ra uh, ô nhiễm môi trường. Và cùng một lúc đó, đó thì những cái tế bào địa phương này cũng tham gia vào cái sự mà uh, bảo vệ vào cái sự mà chống lại cái xâm lăng đó và chính nó cũng cũng chính chính những cái tế bào đó cũng sẽ tổng hợp ra những cái chất gây ra viêm và một khi mà cái viêm đã có cái khả năng để mà tiêu diệt tất cả những cái sự mà xâm lăng đến từ bên ngoài thì lúc đó thì cái viêm nó sẽ không còn nữa và lúc đó thì mọi chuyện nó sẽ quay trở lại như bình thường giống như là các anh các chị vào mùa đông lúc mà bị sổ mũi thì mũi nó là trên một cái viêm rất là nhẹ nó ảnh hưởng nơi một cái vùng đó là cái vùng mũi và nó cũng sẽ chỉ ở đó với chúng ta hay là với bệnh nhân trong vòng một cái thời gian tương đối ngắn, một hay hai tuần lễ. Rồi sau đó thì cái viêm mũi nó sẽ không còn và tất cả mọi chuyện nó sẽ, sẽ trở thành bình thường. Tất cả những cái bệnh mà mãn tính trong cái hệ hô hấp của chúng ta từ hen suyễn đến siêu là những cái bệnh mà cái viêm đó, đó nó kéo dài, nó dai dẳng, nó là cái viêm mãn tính. Và đôi khi cái sự dai dẳng đó, đó nó cũng cũng bị kéo dài trong khi đó đó thì những cái nguyên nhân đó hoặc là nó không còn nữa hoặc là nó đã bị giảm đi rất là nhiều thành ra ở đây nó có cái sự bất cân bằng giữa cái phản ứng viêm và cái nguyên cái nguyên nhân gây ra viêm thì đây đó là cái cái thông điệp thứ nhất mà tôi muốn đưa đến các anh chị để các anh chị nhớ rõ cái việc này là chúng ta trong trong cái trong cái cương vị của người bác sĩ cần phải chữa trị bệnh viêm bởi vì cái viêm này đó là cái viêm quá mức và cái viêm mãn tính và bởi vì nó là cái viêm mãn tính nên sau đó nó nó sẽ gây những cái ảnh hưởng không tốt cho những cái tế bào mà chúng ta gọi là những cái tế bào địa phương là những cái tế bào mà chúng ta rất cần cho cái 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 phế quản của chúng ta có thể hoạt động bình thường thì bây giờ trở trở lại với cái câu chuyện mà câu chuyện viêm trong cái bệnh hen suyễn hoặc là trong bệnh phổi uh, tăng nhãn mãn tính thì cái slide này tôi thực thực tình tôi thích rất là thích cái slide này đó là cái slide đã được uh, Gina uh, đưa ra vào cách đây cũng chắc cũng hơn 10 năm rồi uh, này, cái cái slide này lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2006 2000 2006 bây giờ nó không còn nữa nhưng tôi vẫn còn giữ là tại vì sao là tại vì nó cho chúng ta thấy rõ ba cột một cột màu hồng, một cột màu cam và một cột màu xanh. Và ba cột đó trong mỗi cái cột đó đó nó có những cái thông tin mà chúng ta cần nắm rõ. Trong cái cột màu hồng đó, là cái cột mà bên phía tay trái đó, đó là cái cột mà nó gom tất cả những cái tế bào mà liên quan đến cái cái bệnh lý hô hấp. Thì trong những cái tế bào đó đó thì ngày hôm nay các anh các chị chỉ nhớ rằng là chúng ta có hai nhóm cái nhóm của những cái tế bào viêm mà chúng mà mà tôi đã nhắc đến lúc nãy và cái nhóm thứ nhì là nhóm của những cái tế bào địa phương có nghĩa là những cái tế bào mà nó thuộc vào cái cơ chế của của các uh, của các uh, phi quản uh, của các, uh, của của hai lá phổi của chúng ta đó là cái cột màu hồng và chúng ta nhớ rằng là dĩ nhiên các tế bào viêm có khả năng gây ra viêm nhưng mà chính các tế bào địa phương cũng sẽ có khả năng để mà tham gia vào cái 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 cái, cái, cái viêm đó cái cột thứ nhì là cái cột giữa nó là cái cột màu cam. Thì cái cột màu cam này đó cho chúng ta thấy một số những cái chất trung gian, những cái phân tử. Thì trong cái những cái phân tử này các anh các chị tôi chắc là các anh các chị cũng đã biết một đa số như là histamine, leukotriene hay thậm chí đến những cái cytokine, cytokine vân vân và vân vân. Thì chúng ta gọi những cái phân tử này là những cái phân tử gây ra viêm nhưng mà những cái phân tử này đó thực ra đó nếu mà chúng ta nghĩ đến viêm như là một cái hiện tượng mà sẽ có uh, cái, cái 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 sự mà tăng nhảy vân vân và vân vân và chúng ta tách cái 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 viêm đó ra khỏi một cái hiện tượng khác rất là quan trọng trong cái bệnh lý hô hấp đó là cái sự co thắt phế quản mà chúng ta thấy ở đây là bronchospasm hay là bronchospasm thì lúc đó, đó là chúng ta sẽ phạm vào một cái lỗi là bởi vì cái 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 cái, sự co thắt với quản này đó nó chỉ là một cái hậu quả của một cái viêm nó là một trong nhiều cái hậu quả của cái viêm thực ra đây đến mà chúng ta xem lại những cái hậu quả của cái viêm cái này lúc này tôi không có đi sâu vào cái cái vấn đề nhưng mà ở đây chúng ta có thể xem lại cái cái sai này tất cả những cái những cái điều mà viết ở dưới này đó là những cái hậu quả của cái viêm tăng tiết nhảy cái đó các anh các chị biết nó là viêm bây giờ chúng ta sẽ có cái sự giãn mạch máu nó cũng do là viêm thoát mạch huyết tương nó cũng do là viêm cái này tất cả mọi người đều biết nhưng mà có một số những cái hậu quả khác mà chúng ta nghĩ rằng là nó chưa chắc nó đã liên quan đến viêm thì những cái hậu quả đó là co thắt phế quản những cái hậu quả đó là tình trạng sơ hóa dưới biểu mô hoặc là tăng phản xạ phó giao cảm thì khi mà có viêm đi thì tất cả những cái thứ này những cái hậu quả này nó đều nó đều xuất hiện có một số những cái trường hợp thì tăng tiết nhầy nó sẽ nhiều hơn là cái co thắt phế quản nhưng mà co thắt phế quản nó vẫn có vân vân và vân vân và những cái 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 nồng độ của từng cái hậu quả một đó lúc đó nó nó sẽ tùy thuộc vào cái uh, cái thể chất là cái 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 nature cái bản chất của những cái uh, của những cái cái, cái cái chất trung gian này Histamine là một cái chất nó vừa có thể nó làm co thắt, nó vừa có thể nó làm tăng tiết nhảy, vân vân và vân vân. Uh, nitric oxide hay là NO nó là một cái chất làm tăng cây tiết nhảy hoặc là làm giãn phế quản nhưng mà nó không làm co thắt thì lúc đó các anh các chị cứ nhớ rằng là đây cái cột thứ nhì thì chúng ta sẽ có những cái chất trung gian và những cái chất trung gian này đó nó có nhiều cái chức năng lắm nó không chỉ là chức năng của chất trung gian viêm theo chúng ta nghĩ một cách đơn giản nó cũng có thể nó gây ra co thắt nó cũng có thể nó gây ra cái sự sơ hóa và cái cột thứ ba đó là cái cột mà tất cả các bệnh nhân hoặc là các bác sĩ đều đều quen thuộc và đều quan tâm tới bởi vì sao bởi vì đó đó là những cái hậu quả của những cái chất trung gian này và những cái chất chất trung gian này chúng ta đừng quên nó là những cái chất tổng hợp và được tiết ra bởi những cái tế bào hoặc là tế bào viêm hoặc là tế bào ở uh, uh, địa phương thì những cái hậu quả đó là gì là có thắt phế quản là uh, sự uh, thoát tương hoặc là tăng tiết nhảy. Ở đây có một cái hiện tượng mà uh, rất là quan trọng mà tôi sẽ có một vài cái slide để mà đi sâu vào vấn đề hơn. Ở đây chúng ta thấy cái chữ đó đó là asr có nghĩa là Airway Hyper Responsiveness hoặc là tiếng Pháp là Hyper Reactivity Bronchic. Nói một cách khác đó là các phế quản của chúng ta sẽ tăng cái độ nhảy lên uh, khi mà phải uh, trực diện với lại một cái uh, dị nguyên hay là với lại một cái uh, phân tử mà của cái sự ô nhiễm môi trường và dĩ nhiên cái hậu quả mà mà cuối cùng mà nó khiến cho chúng ta nhức đầu nhất đó đó là những cái sự mà thay đổi lâu dài đó là cái sự sơ hóa à, cũng như là tất cả các bác sĩ đều biết cái hậu quả đầu tiên là cái sự mà có thắt phế quản tuy nó làm người bệnh nhân rất là khó chịu tại vì lúc đó không còn thở được nữa nhưng nó cũng là một cái hậu quả tương đối uh, chúng ta có thể xử lý một cách dễ dàng chỉ cần đưa thuốc giãn phế quản vào là chúng ta có thể xử lý được cái việc đó bởi vì cái 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 cơ trơn nó còn có cái khả năng để mà nó đáp ứng với những cái thuốc đó trong khi đó nếu mà chúng ta đợi cho đến cái lúc và chúng ta có những cái changement structurel hoặc là structural change này có nghĩa là những cái sự thay đổi lâu dài và cố định của của những cái tế bào ở trong phế, quản của chúng ta. Đó là sự sơ hóa thì lúc đó chúng ta biết rằng là ngày hôm nay chưa có một cái thuốc nào mà nó có thực sự nó 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 công hiệu, nó, nó hữu hiệu để mà giải quyết uh, hoặc là phục hồi được cái 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 sự sơ hóa một khi mà sơ hóa nó đã nó đã có, có, có mặt rồi thì bây giờ tôi bắt đầu bằng cái 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 điều mà cả bệnh nhân lẫn bác sĩ quan tâm tới nhiều nhất đó là cái sự co thắt phế quản đây là cái 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 hình mà vẽ ra thì tất cả mọi người đều thấy nếu mà chúng ta bị ai mà bóp cổ có nghĩa là nếu mà cái phế quản của chúng ta nó nó co lại đó thì đó là một cái sự mà rất là rất là khó chịu và nếu mà chúng ta để cái này nó kéo dài thì nó cũng có thể nó gây ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh nhân bởi vì thế nên tất cả các bác sĩ đều quan tâm đến cái việc đó thì uh, vì cái 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 bài giảng này thì có lẽ là nó cũng nó cũng không có đơn giản và nó cũng có sẽ kéo dài thành ra tôi xin đề nghị đó là tôi sẽ chia cái 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 bài bài giảng ra làm hai phần có lẽ ngày hôm nay chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến cái cái thuốc nó làm giảm phế quản rồi một kỳ khác uh, một hôm khác thì tôi sẽ nói sâu về cái cơ chế của cái viêm và đi cắt nghĩa là tại sao những cái thuốc để mà kháng viêm như là thuốc corticoid hoặc là những cái thuốc sau này nó sẽ đến với cái thị trường uh, dược 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 học ở bên Việt Nam nó sẽ có khả năng để mà giúp cho chúng ta xử lý được cái 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 gì uh, tôi xin phép nhé uh, ở đây có rồi bây giờ uh, bây giờ nếu mà trở về là cái sự cái sự co thắt phế quản thì chúng ta cứ tôi nói là hôm nay chúng ta leo lên một cái chiếc xe đò rồi chúng ta sẽ đi đi từ cái vùng này qua vùng khác thì đây tôi tôi xin đưa các anh các chị về một cái vùng xa vùng sâu của của các tế bào của chúng ta có nghĩa là đi sâu vào trong cái cơ chế phân tử của những cái uh, những cái cơ, cơ trên của phế quản thì cái cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần đặt ra nó là tại sao những cái cơ hoặc là cơ trên hoặc là cơ bắp của chúng ta có cái khả năng co thắt lại và giảm ra cái, cái việc đó thì ai cũng biết thì cái cái, cái câu trả lời nó rất là đơn giản nếu mà các anh các chị cứ lấy cái 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 cái, cái điểm mốc là hai cái hai cái hai cái, hai cái phần này mà người ta gọi là cái cái bông z cái chữ chữ z ở đây từ đây cho đến đây thì nếu mà chúng ta đo cái 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 khoảng cách giữa hai cái làn hai cái làn z thì chúng ta thấy rằng là cái khoảng cách đây á, nó nó dài hơn là cái khoảng cách ở dưới này nói một cách khác đó là chúng ta đo cái chiều dài của một cái uh, cơ trơn thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đây là cái cơ trơn nó đang co thắt lại bởi vì cái khoảng cách giữa hai cái làn Z nó đã bị rút ngắn lại và đây là cái cơ trơn nó đang được giãn ra bởi vì cái khoảng cách giữa hai cái làn Z nó đã được nối rộng ra cái, cái, cái vấn đề nó chỉ đơn giản như vậy thôi và cái sự mà lại gần với nhau hay là khoảng cách xa ra giữa hai cái làn Z Nó sẽ được cắt nghĩa bởi một cái hiện tượng nó cũng rất là đơn giản Là cái sự di động của những cái phân tử này Và những cái phân tử này có lẽ các anh các chị biết Cái tên của nó người ta gọi đó là những cái phân tử actin Và ở đây đó là cái câu chuyện giữa người xưa thì nói là ngưu lang và chức nữ còn bây giờ chúng ta chúng ta cứ nói là chàng actin và cô myosin có nghĩa là hay là chàng myosin và cô actin cái đó tùy các anh các chị gọi sao cũng được hết nhưng mà đây đó là hai cái phân tử của cái cơ trơn của chúng ta myosin và actin nó có khả năng để mà lướt trên nhau và để mà di chuyển và thực ra đây đó là chính cái chúng ta cứ gọi cái anh actin là anh đi cái anh actin này đó có cái khả năng lướt và di chuyển kéo gần lại với cái khoảng cách ở giữa ở giữa đây chúng ta gọi cái lần này đó là cái lần cái lần m m như là middle tiếng Anh hoặc là milieu tiếng Pháp thì khi actin là tới gần với lại cái khoảng giữa đó thì dĩ nhiên rằng là cái khoảng cách giữa hai cái làm xét nó sẽ bị bị thông ngắn lại có nghĩa là cái cơ trơn của chúng ta đang co thắt và khi cái actin nó rời ra nó 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 đi ra phía xa đó có nghĩa là lúc đó cái cơ trơn nó đang được giãn ra thành ra bây giờ các anh các chị chỉ nhớ rằng là khi cái việc co thắt hoặc là giãn ra đó đó chỉ là cái sự mà lướt song song của actin với lại với lại myosin trên nhau. Uh, tôi uh, xin phép nhé để xem uh, nó, nó nó là lướt trên nhau và khi mà nó lướt trên nhau để mà kéo gần lại với nhau và khi nào mà nó giãn ra thì nó cũng lướt trên nhau nhưng mà để xa nhau ra và cái đó là cái điều mà duy nhất mà mà, mà tôi cần các anh các chị nhớ đến ở ở đây, cái sự quan trọng của actin và myosin và cái cơ chế nào khiến cho actin và myosin lướt trên nhau để mà lại gần với nhau hoặc là cái cơ chế nào khiến cho actin và myosin nó lướt trên nhau để mà rời xa nhau ra. Rồi thì bây giờ chúng ta một khi mà nhớ đến cái 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 câu chuyện đầu tiên này thì chúng ta có thể uh, đi qua cái 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 phần thứ nhì của cái câu chuyện. Thì tôi xin nói nó là như vậy là cái điểm điểm chính khiến cho actin và myosin di chuyển. Cái điểm đó nó chỉ dựa trên một cái phân tử duy nhất, đó là cái chất canxi. Cái cái ion canxi, ion canxi ở đây. Và các anh cái chị chỉ nhớ rằng là một khi mà ion canxi mà nó tăng ở trong cái 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 bào thương, có nghĩa là tăng trong cái tế bào của chúng ta thì lúc đó cho dù cái tế bào đó là cái tế bào cơ trơn hay là một cái tế bào cơ bắp thì lúc đó nó sẽ gây ra cái hiện tượng là hiện tượng co thắt lại. Tại vì sao là tại vì chính cái chất đó nó khiến cho cái anh miozin ở đây hoặc cái chị miozin ở đây có thể lôi kéo cái angiotin để mà kéo lại gần mình. Khi mà có cái chất calcium, thì cái anh miozin nó sẽ có một cái, như là có một cái cánh tay nó vừa nó 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 nhoi ra, nó lôi kéo cái tin và khiến cho cái tin, tới gần được lại với cái myosin và lúc đó nó co thắt và chính calcium sẽ làm ra được cái việc đó nói một cách khác là nếu mà chúng ta làm giảm calcium đi thì calcium cái cánh tay này nó không còn lỗ ra nữa và lúc đó thì cái sự lối kéo nó sẽ không còn và tự nhiên các tin nó sẽ được buông buông ra và nó sẽ rời xa myosin Thành ra ở đây cái 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 phần thứ nhì của cái câu chuyện, cái phần đầu đó chúng ta nhớ có actin và myosin có khả năng lướt trên nhau để mà gây ra cái sự co thắt hoặc là giãn ra. Cái cái phần thứ nhì của câu chuyện đó là chúng ta nhớ rằng là cái tác động, cái phân tử mà tác động ra cái sự mà di chuyển các actin và myosin đó là cái chất calci. Nếu mà chúng ta tăng calci thì myosin sẽ lôi kéo actin và chúng ta sẽ co thắt các cơ bắp và nếu mà chúng ta giảm canxi thì lúc đó thì myosin không còn cái khả năng lùi kéo actin nữa bây giờ nếu các anh chị nhớ đây là cái câu chuyện nó có từng ba giai đoạn giai đoạn đầu là nhớ tới chuyện actin và myosin giai đoạn thứ nhì là nhớ đến cái cái tầm quan trọng của cái chất canxi và cái cái giai đoạn thứ ba của cái câu chuyện đó là cái giai đoạn mà phức tạp nhất và nhức đầu nhất và ở đây thì tôi cũng không có yêu cầu các anh chị phải nắm bắt hết tất cả những cái cơ chế của cái phần 3 của cái câu chuyện. Nhưng mà chúng tôi chỉ mong rằng các anh chị nhớ đến cái nguyên tắc. Tại vì cái cơ chế đó, cũng như các anh chị thấy đó, ở đây đó, nó có càng nhiều những cái phân tử bao nhiêu, thì chúng ta lại càng thấy nhức đầu bấy nhiêu. Và ở đây thì những cái phân tử này nó có rất là nhiều. Đó, thì uh, ngoại trừ các anh các chị muốn đi sâu vào cái 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 cái, cái lĩnh vực nghi, nghiên cứu vị khoa thì lúc đó các anh các chị cần phải nắm bắt nhưng mà trong cái cương vị của cái người bác sĩ lâm sàng uh, với người bệnh nhân là cái 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 mục đích uh, chính yếu thì các anh các chị không cần nhớ rõ hết tất cả các cơ chế này nắm chắc cái cơ chế này tuy nhiên cái nguyên tắc thì các anh các chị phải nắm được thì cái nguyên tắc nó là như thế nào thì nó cũng rất là đơn giản nếu mà các, các, chị nhớ rằng là canxi ở đây đó là cái điều quan trọng Và nếu các, các chị nhớ rằng là nếu mà chúng ta tăng canxi Thì chúng ta sẽ làm co thắt Và nếu mà chúng ta làm giảm canxi thì chúng ta sẽ làm 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 giảm phế quản Thì lúc đó các, các chị cứ nhớ rằng là khi nào mà có những cái cơ chế làm tăng canxi thì chúng ta có co thắt và chúng có cơ chế làm giảm canxi thì chúng ta sẽ giảm phế quản và tất cả những cái thuốc hoặc là những cái chất làm làm qua thắt là những cái chất bằng cách này hay bằng cách nọ sẽ tăng canxi như là cái chất metacolin như là tất cả các dị nguyên như là cái chất histamine vân vân và vân vân và ngược lại nếu mà chúng ta muốn làm giảm phế quản thì là chúng ta sẽ làm giảm canxi như là những cái thuốc giãn phế quản mà các cái chị dùng như là thuốc beta 2 đồng vận như là những cái thuốc mà ức chế cái hệ phó giao cảm vân vân và vân, vân. thậm chí ngay cả những cái thuốc mà ức chế kênh canxi bác sĩ hô hấp chúng ta thì ít dùng tới nhưng mà bác sĩ chuyên về tim mạch thì rất là chuẩn dùng, chuẩn dùng cái thuốc mà ức chế calci đó gọi là calcium antagonist thì chính những cái thuốc đó cũng có cái khả năng làm giãn phế quản làm giãn phế quản ở trong cái trong cái hai lá phổi của chúng ta thì cái đó là cái nguyên tắc mà tất cả mọi người cần phải nhớ đến rồi sau đó nó tuy rằng là tôi nói rằng là tôi không sẽ không có đi sâu trong vào trong cái 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 cơ chế nhưng mà các anh các chị cứ nhớ về canxi hai điều. Cái điều thứ nhất đó là cái anh Kelsey này đó thực ra nó anh cũng là một cái người mà cũng phức tạp chứ không phải không, một cái cái phân tử cũng phức tạp là tại vì anh ta là uh, cái, cái, cái 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 nồng độ của canxi nó nó tùy vùng. Nếu mà chúng ta ở trong tế bào á thì nếu mà chúng ta ở bào tương á thì cái nồng độ của calci nó sẽ rất là thấp, nó từ không uh, phết uh, 0.1 micromol, có nghĩa là 10 trừ uh, 7 cho đến cho đến 10 micromol, có nghĩa là rất là ít. Trong khi đó nếu mà chúng ta ở trong cái phần này của các tế bào gọi là reticulomondoplasmic thì cái nồng độ này nó rất là cao, nó đến tới 10 millimol. Còn nếu mà chúng ta ở ở ngoài tế bào có nghĩa là ở trong trong mạch máu đó, thì cái nồng độ đó là 1 mmol. Thì các anh các chị cũng chẳng cần nhớ đến chính xác cái nồng độ là gì, nhưng các anh các chị cứ nhớ rằng là cái 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 nồng độ đó nó tùy nơi tùy vùng. Và cái can calci đó cái điều thứ nhì, cái nguyên tắc thứ nhì mà cần 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 nhớ đến đó là cái calci này nó sẽ di chuyển hoặc là theo dòng hoặc là ngược dòng. Theo dòng và ngược dòng ở đây có nghĩa là sao? Theo dòng có nghĩa là anh calci nó sẽ di chuyển từ cái vùng mà cái nồng độ cao đến cái vùng mà cái nồng độ thấp. Thí dụ như ở đây, từ bên ngoài vào bên trong, ở bên ngoài nồng độ cao, ở bên trong nồng độ thấp thì đây là cái sự di chuyển theo dòng. Và cái sự di chuyển ngược dòng có nghĩa là chúng ta đi từ cái nơi có nồng độ thấp đến cái nơi có nồng độ cao thì ở đây đó canxi cũng như là con người đó sẽ đi theo dòng một cách rất là dễ dàng nếu mà các anh các chị đang trong một cái dòng người và đằng sau lưng có rất là đông người và trước mặt thì rất rất là ít người thì các anh các chị sẽ bị cái dòng người nó lùi đi về phía trước và nếu mà các anh chị và lúc đó thì các anh, chị, các anh các chị sẽ đi một cách rất rất là dễ dàng và cái sự dễ dàng ở đây đó nó sẽ được thể hiện qua cái 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 sự việc rằng là cái canxi đó nó sẽ dùng các kênh các anh các chị cứ nhớ rằng là kênh sẽ giúp cho cái sự di chuyển theo dòng trong khi đó nếu mà các anh chị muốn đi ngược dòng đó có nghĩa là một khi mà đã vào trong cái 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 tế bào rồi, các anh các chị nói là tôi không có thoải mái trong tế bào này, tôi muốn đi ra ngoài lại tế bào, thì muốn đi ra ngoài tế bào thì các chị các các chị phải đi ngược dòng, tại vì chúng ta đang đi từ một cái vùng mà nồng độ nó thấp, ngược lại cái vùng mà nồng độ nó cao, giống như là các anh các chị đang đi theo dòng người tự nhiên bỏ quên cái gì đằng sau lưng, muốn đi ngược lại dòng, thì lúc các anh các chị phải dùng sức để mà đi ngược lại cái dòng đó và lúc đó đó thì các anh các chị không có thể nào không có cách nào mà dùng các canh đi được nữa và nếu mà các anh các chị là là sinh viên y khoa y hai y ba hoặc y bốn mà nói rằng là em có thể cho canxi đi ngược dòng bằng cách là cho canxi dùng các canh đó đó là một cái lỗi rất là lớn và nếu mà là các thầy ở bên này các thầy sẽ uh, chấm điểm rất là thấp không cho đậu thành ra bây giờ cái câu hỏi được đặt ra là nếu mà chúng ta muốn cho calci đi ra ngoài khỏi cái tế bào, tại vì chúng ta muốn làm giảm canxi xuống, tại vì chúng ta đang muốn cho cái 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 cái, cái tế bào này nó 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 ra, chúng ta muốn làm giảm phế quản, thì chúng ta phải làm gì? thì chúng ta không có thể nào mà dùng cái canh được ra tại vì cái canh đó không có không có cho phép chúng ta đi ngược dòng. thì lúc đó chúng ta sẽ dùng những cái loại mà uh, phân tử khác những cái phân tử đó nó gọi là những cái những cái pump ờ, tiếng tiếng anh gọi là pump có nghĩa là những cái phân tử mà giúp cho chúng ta đi ngược dòng thì ở đây có một số những các các phân tử các các chị cũng cũng không cần mà mà nhớ tới nhưng mà cái nguyên tắc cuối cùng mà tôi muốn nói ở đây đó là bây giờ nếu mà các anh các chị là những cái người mà đã nắm rõ về cái nguyên tắc về dược học và các cái chị đang làm việc cho một cái phòng nghiên cứu của một cái công ty dược hoặc là của một cái đại học rất là lớn ở trên thế giới hay là tại Việt Nam nói rằng là tôi chúng tôi đang quan tâm đến cái vấn đề muốn tìm ra cái thuốc để mà làm giãn phế quản thì ở đây đây là một câu hỏi các anh, các chị có thể dùng những cái thuốc nó tác động như thế nào trên những cái kênh hoặc là trên những cái phân tử này để mà giúp cho chúng ta có thể giãn phế quản thì lúc đó tôi sẽ nói rằng là tất cả những cái cơ chế nào mà nó làm tăng canxi ở trong cái bào tương nó sẽ là những cái cơ chế gây ra sự co thắt phế quản và ngược lại những cái cơ chế nào mà làm cho cái canxi nó giảm ở trong cái bào tương. Tại vì canxi tăng trong bào tương thì nó sẽ kích hoạt cái anh myosin lôi kéo cái anh actin lúc nãy thì bây giờ trở lại với kali cơ chế nào làm kali giảm trong cái bào tương thì lúc đó chúng ta sẽ có khả năng để mà giúp để mà chúng ta làm giảm phế quản. ở đây các anh các chị thấy rằng là tôi có vẽ ra hai cái hai cái giống như là đèn xanh đèn đỏ vậy tất cả cái gì mà nó là đèn đỏ là cái gì mà chúng ta uh, những cái cơ chế chúng ta cần để mà ức chế những cái phân tử nó làm tăng canxi thì những cái kênh ở đây nó khiến cho canxi theo dòng đi vào trong bào tương hoặc là đây có một cái kênh khác nó khiến cho canxi thoát ra khỏi cái reticulum endoplasmic đi vào bào tương thì những cái cơ chế này nó làm tăng canxi thì lúc đó chúng ta cần phải có những cái uh, nguyên những cái dược học những cái những cái chất dược ức chế những cái cơ chế này và ngược lại, những cái cơ chế nào mà giúp cho calci thoát ra khỏi cái bào tương, thoát ra khỏi tế bào, thì lúc đó chúng ta có thể kích hoạt những cái cơ chế đó. Exchanger sodium calcium, pump calcium ATPase đây. Và bây giờ đó, tí nữa chúng ta sẽ thấy là nếu mà chúng ta nói tới cái thuốc Uh, beta hai đồng quẩn vongtolin hoặc là bricanin chỉ quen thuộc thì những cái thuốc đó, đó nó đều làm cả hai nó vừa ức chế những cái canh này nó vừa kích hoạt những cái canh này và bởi vì thế nó mới gây ra được cái sự giảm tiết quản ngược lại những cái những cái chất những cái phân tử như là bụi đường hoặc là khói thuốc lá uh, nó có gây ra co thắt phế quản hay là thì là lúc đó chúng ta sẽ uh, có một cái hiện tượng rằng là uh, khiến cho phế quản sẽ bị có thắt uh, xin phép nhé ở đây có có một cái microphone nào đang uh, đang mở ơi, đợi ngã đây nhá. Ờ à, các anh các chị nhớ, nhớ 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 tắt microphone hộ ờ à, thầy có thể thì nếu mà phân lý quyền hot cho em thì em sẽ tắt thầy thì được thử dùm ạ. Vâng. Nhưng mà thực ra trong cái trong ca cao này thì thầy là không có chuyển được. À, Kỳ sau thì thầy sẽ cố cố gắng làm cái việc đó. Dạ vâng ạ. Dạ. Vâng Thôi bây giờ thì chúng ta cứ cứ quay lại cái câu chuyện thực ra đó thì là cái 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 slide từ lúc nãy đó là cái hình vẽ để cho các các chị thấy. Còn cái slide này đó là cái cũng là một cái hình vẽ khác nhưng mà nó nó gần với lại cái 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 sự thật hơn thì uh, tôi sẽ không có không có đi sâu vào cái slide này nhưng mà uh, sau này đó là tất cả những cái slide này sẽ được chia sẻ với lại tất cả các học viên tôi sẽ gửi đến uh, bác sĩ Đức và lúc đó bác sĩ Đức sẽ sẽ chuyển đến các anh các chị thì lúc đó các anh các chị có thể mà uh, ở nhà mà xem lại những cái slide này như vậy thực ra cái này cái, cái 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 thông điệp của cái slide này thì nó cũng giống như cái thông điệp của cái slide trước thôi bây giờ trở lại với lại cái cái phế quản của chúng ta thì chúng ta thấy ở đây đó là đây là cái phế quản nhé và chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải giữ cho cái 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 khoảng giữa này nó 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 có cái khoảng cách tối đa để mà cho cái sự mà trao đổi khí nó 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 được tốt thì ở đây chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái phân tử từ những cái phân tử mà chúng ta nghĩ rằng là thuần túy viêm như là leukotriene hoặc là prostaglandin đến những cái phân tử của cái giờ hệ mà thần kinh giao cảm hoặc là phó giao cảm ở đây đó là adrenaline hoặc là no adrenaline và chúng ta biết rằng là có cái khả năng để mà làm giãn phế quản hay là ở đây là cái chất acetylcholine có nghĩa là chúng ta biết rằng là có cái khả năng làm co thắt phế quản thì tất cả những cái phân tử đó đến một cái lúc nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến những cái tế bào cơ trơn và cái sự ảnh hưởng của những cái phân tử đó nó nó đều đi qua một cái một cái một cái ngã một cái lối chung đó là cái ngã canxi cái cái lối đó cái con đường đó đó là cái con đường bắt buộc mà tất cả những cái tín hiệu đến từ bên ngoài bắt buộc phải đi qua à, các ketsi cứ nhớ cứ nhớ cứ nhớ cái việc đó rồi bây giờ thì nếu mà nói đến cái cái hai cái hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm thì tôi xin được phép trong vòng cái phần phần tới của của cái câu chuyện ngày hôm nay đó chúng ta sẽ nói lại cái cái hai cái hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm là bởi vì sao là bởi vì chúng ta biết rằng là đó cái chất vong tolin hoặc là bricanin nó nó chỉ là một cái một cái uh, thuốc để mà nó kích hoạt cái thần kinh uh, giao cảm uh, system sympathetic nó có cái khả năng nó gây ra cái sự uh, uh, giãn phi quản và ngược lại đó cái cái hệ thần kinh phó giao cảm uh, qua cái chất acetylcholine cũng như các anh các chị biết nó làm co thắt lại thì chúng ta hãy uh, cũng là ở trên cái cái, cái chuyến xe đò đó bây giờ đi đến một cái vùng quê khác để mà đi là ôn lại những cái kiến thức về cái thần kinh giao cảm và phó giao cảm thì thứ nhất đó thành các chị biết đó là cái 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 hệ thần, hệ thần kinh này nó nó thuộc là cái hệ thần kinh mà chúng ta gọi là là tự động. Có nghĩa là chúng ta không có cái khả năng để mà chúng ta kiểm soát được cái hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm tuy nhiên cái hệ thần kinh này nó rất là quan trọng tại vì nó kiểm soát uh, sinh hoạt của gần như là tất cả những cái cơ quan trong cái cơ thể của chúng ta uh, không những hệ hô hấp nhưng mà đến hệ tim mạch đến hệ tiêu hóa vân uh, vân tất cả những cái hệ đó đều nằm dưới cái sự kiểm soát của hai cái hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm và cũng như các anh các chị biết rằng là cái hệ thần kinh giao cảm nó một khi mà được kích hoạt đó là nó sẽ gây ra cái sự mà giãn phế quản, bronchodilatation ở đây. Ngược lại cái hệ thần kinh phó giao cảm nó sẽ gây ra cái sự co thắt của cái phế quản, bronchoconstriction. Cùng một lúc á, nếu mà chúng ta là bác sĩ hô hấp thì chúng ta cũng nên nhớ rằng là cùng một lúc với cái sự co thắt phế quản đó thì cái, cái hệ thần kinh phó giao cảm đó, nó, cũng, nó cũng sẽ gây ra cái hiện tượng là tăng cái tiết nhảy, tăng cái tiết nhảy ở đây bởi vì thế nên các bệnh nhân Uh, sulpid, uh, bệnh 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 phổi tăng tăng bán tính. Có hai cái triệu chứng lâm sàng mà các anh, các chị đều nắm rất là rõ. Cái cái triệu chứng thứ nhất đó là khó thở bởi vì cái sự co thắt phế quản và cái triệu chứng thứ nhì mà thực ra nó là cái triệu chứng thứ nhất đến trong cái thời gian là cái sự mà uh, tăng cái tiết nhầy khiến cho các bệnh nhân đó có nhiều đờm và lúc đó thì phải ho để mà khạc ra những cái những cái đờm đó. Cái đó là cái hậu quả của cái hệ uh, thần kinh phó giao cảm thì bây giờ cũng sẽ đi rất nhanh từ bởi vì tất cả các, 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 các những cái kiến thức này các cái chị đều có rồi cái, cái hệ thần kinh mà giao cảm nó là giúp, giúp cho chúng ta uh, cho cái cơ thể của chúng ta đúng hơn uh, để mà có thể uh, đáp ứng với những cái tình thế mà nguy kịch uh, khi mà chúng ta cần phải phấn đấu uh, khi trước một cái kẻ địch mà chúng ta nghĩ là chúng ta có thể thắng được hoặc là khi mà chúng ta cần phải nghĩa là uh, co chân lên cổ để mà chạy trốn cái kẻ địch mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta uh, sẽ sẽ bị thả, thảm bại trước cái kẻ địch đó thì uh, tiếng 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 pháp nó uh, người chúng tôi gọi là la lut hay là la fuit tiếng anh gọi là fight or flight uh, tiếng việt tôi không biết là như thế nào nhưng mà chắc cũng sẽ có những cái câu tương tự như thế có nghĩa là giúp cho cái cơ thể của chúng ta có thể uh, thích ứng được với những cái tình thế nguy cấp trong khi đó cái hệ thần kinh phó giao cảm thì là cái hệ thần kinh mà chúng ta sẽ dùng đến khi mà chúng ta không có trong, cái, trong những cái tình trạng mà stress hay là nguy cập như thế chúng ta đang nghỉ ngơi thì lúc đó thì chúng ta sẽ dùng cái hệ thần kinh phó giao cảm để mà giúp cho những cái cơ quan những cái bộ phận khác trong cơ thể như là bộ phận tiêu hóa uh, hoặc là tiểu tiện để mà giúp cho chúng ta có thể mà uh, dọn dẹp lại một tí trong cái trong cái cơ thể của mình thì hai cái hệ thần kinh này nó, nó đều đi song song với nhau và nó cái này nó sẽ cân bằng với cái kia Giúp cho cơ thể con người có thể sống một cách thoải mái Trong một cái môi trường đôi khi là một cái môi trường nguy cập Đôi khi là một cái môi trường mà chúng ta cần phải phấn đấu Nhưng mà cũng đôi khi cũng giúp cho chúng ta có những cái cơ hội để mà nghỉ ngơi Để mà thư giãn Thư giãn là phó giao cảm, phấn đấu là giao cảm Thì Lúc mà tôi 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 nói về cái 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 bài giảng này ở bên này đó thì các sinh viên ở bên Pháp vẫn thường có một cái câu hỏi là như vậy. Là các em nó vẫn nói rằng là thầy nói với các em rằng là cả hai giao cảm và phó giao cảm hệ thần kinh này đó là hai cái hệ thần kinh sinh lý giúp cho cơ thể của chúng ta có thể hoạt động tốt. Thế thì em rất là hiểu là tại sao cái chúng ta kích hoạt cái 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 giao cảm thì chúng ta sẽ làm giãn phế quản. Tại vì lúc đó thì hai lá phổi chúng ta có khả năng để mà hít thở cái cái, cái 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 dưỡng khí từ bên ngoài vào. Nhưng mà em lại thắc mắc là tại sao cái anh phó giao cảm này anh ta lại ác ôn, lại khiến cho cái cái phế quản nó lại co thắt lại. Cùng một lúc nó lại tiết ra cái cái cái, cái chất nhờn. Đây thì em rõ ràng là em không thấy nó có mang một cái ích lợi gì đến cho cái cơ thể của của con người cả đó là một cái câu hỏi tôi không biết các anh các chị có từng đặt ra chưa nhưng mà đó tôi thấy là một cái câu hỏi rất là trí lý nếu mà chúng ta nói rằng là giao cảm và phó giao cảm đều giúp cho cơ thể của chúng ta thì tại sao anh phó giao cảm lại làm cái việc đó thì cái câu trả lời nó là như vậy à, là thực ra đó nếu các anh các chị suy nghĩ lại thì nguyên cả trong cái cơ thể của chúng ta chỉ có hai cái bộ phận là nó trực tiếp nó uh, giao tiếp với lại cái thế giới bên ngoài hai cái cơ quan hai cái bộ phận cái cơ quan thứ nhất cái bộ phận thứ nhất là cái bộ phận tiêu hóa cái bộ phận thứ nhì là cái bộ phận hô hấp trong khi đó tất cả những cái cơ quan khác đó nó đều cô lập cái cơ thể của chúng ta trong một cái lãnh thổ là cái cơ thể được nghĩa là được gói ghém vào với một cái bộ phận khác là da là bị là tất cả những thứ đó nói một cách khác đó là tất cả những cái gì nó ở trong cơ thể của chúng ta nó không có thoát ra ngoài được hoặc là tất cả những gì bên ngoài nó sẽ không có đi vào trong được qua ngõ ra qua ngõ này nọ chỉ có hai ngõ mà nó có thể chúng ta có thể trao đổi với cái thế giới bên ngoài đó là cái hệ hô hấp và cái hệ tiêu hóa bởi vì sao bởi vì một cách rất là đơn giản là chúng ta cần dưỡng khí để mà chúng ta sống và chúng ta cần thức ăn để mà chúng ta sống đó, đó là cái cái điều đầu tiên và giữa hai cái hai cái uh, hai cái hệ đó, đó hai cái uh, cơ quan đó, đó thì cái cái hệ hô hấp và cái hệ uh, tiêu hóa đó, nó có cái điểm giống nhau là nó có thể nó giao tiếp với cái thế giới bên ngoài nhưng mà nó có một cái điểm khác nhau đó là cái hệ tiêu hóa cái lối vào và cái ngõ ra đó là hai cái cánh cửa khác nhau tôi không cần đi sâu vào chi tiết các anh các chị đã hiểu rõ cái điều mà tôi muốn nói trong khi cái hệ hô hấp, đó, cái cửa vào và cửa ra đó là cùng một lối. vào cái thời điểm covid này thì rất là khó chịu nhưng các anh các chị biết nha, thường là lối vào là phải khác lối ra là phải khác trong cái hệ hô hấp của chúng ta là cùng một lối. đó là một cái điều thứ nhất. cái điều thứ nhì đó là nếu mà trong cái hệ uh, tiêu hóa các anh các chị có thể ngầm miệng lại được để mà khi các anh chị đang bơi không có muốn mà nước vào 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 trong trong miệng và trong trong cổ của mình chúng ta không có thể nào mà ngậm miệng được khi mà chúng ta đang sống ở cái cuộc sống bình thường có nghĩa là cái sự hô hấp đó là một cái sinh hoạt mà chúng ta có một cách liên tục và thường xuyên và trong cái sự liên tục và thường xuyên đó, đó thì chúng ta thường khi hít được một cái một cái khí trong lành thì cái điều đó rất là tốt nhưng mà nếu nhỡ các anh các chị đi qua một cái vùng mà bụi bặm cái vùng mà có nhiều khói như là chúng ta thường gặp phải trong cái đời sống ô nhiễm ngày hôm nay thì chúng ta không nhẽ nào mà ngậm miệng lại lại, lại hoài sao hoặc là bịt mũi lại hoài thì lúc đó hoặc là chúng ta có làm đi nữa thì cũng có một đôi khi cái bụi bặm ở bên ngoài nó sẽ đi vào trong cái hệ hô hấp của chúng ta và lúc đó thì cái hệ thần kinh phó giao cảm nó sẽ có cái khả năng phản xạ nó sẽ kích hoạt để mà nó làm có thách một tí thôi nhưng mà cũng đủ để mà làm giảm cái lượng uh, phân tử ô nhiễm nó từ bên ngoài nó vào. Một khi cái lượng phân tử ô nhiễm nó từ bên ngoài nó vào, rồi đó thì chúng ta còn có một cái cách thứ nhì để mà loại trừ những cái những cái phân tử ô nhiễm đó bằng cách là chúng ta tiết ra những cái chất nhầy và ở đây có những cái tế bào. Uh, gọi là lông hình như cầu lông cellulose uh, với những cái những cái những cái sợi lông này nó sẽ uh, đẩy ra những cái phân tử nhiễm đã bị cái chất nhầy này nó bám lấy và rồi chúng ta sẽ đưa nó ra ngoài bởi vì thế nên cái hệ thần kinh mà phó giao cảm nó rất là cần thiết và nó cũng sẽ giúp cho chúng ta làm giảm bớt cái sự ô nhiễm của của hai lá phổi của chúng ta nếu mà chúng ta sống trong cái vùng mà cái ô nhiễm môi trường nó cao và lúc đó các anh các chị hiểu rằng là khi mà đối với người bệnh nhân hoặc là trong một cái môi trường nghề nghiệp làm việc trong một cái hầm mỏ hoặc là một cái người bệnh nhân hút thuốc lá uh, thường xuyên thì cái sự ô nhiễm này nó không phải là cái sự ô nhiễm mà đôi khi nó có mà nó thường xuyên. Thì lúc đó cái sự co thắt huyết quản và cái sự tăng tiết nhầy nó sẽ trở thành thường nhật và nó sẽ trở thành một cái sự mãn tính. Và bởi vì thế nên trong cái những cái khuyến cáo của uh, của cái bệnh mà uh, chữa trị cho cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và cái bệnh hen suyễn thì trong cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính người ta dùng những cái thuốc kháng cái hệ thần kinh phó giao cảm, có nghĩa là parasympatholytic hoặc là uh, antagonist cholinergic uh, một cách ưu tiên so với lại cái bệnh hen suyễn. trong khi đó trong bệnh hen chuyển thì người ta dùng cái thuốc mà uh, uh, kích hoạt cái hệ thần kinh giao cảm, chứ không có dùng cái thuốc mà ức chế cái hệ thần kinh phó giao cảm. có thể rằng là trong tương lai thì sẽ có những cái khuyên cáo nói rằng chúng ta có thể thêm những cái thuốc của cái hệ thần kinh uh, uh, của cái hệ thần kinh mà 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 phó giao cảm cho cái bệnh hen suyễn nhưng mà các anh các chị cứ nhớ rằng là hen suyễn là kích hoạt cái hệ thần kinh giao cảm trong khi cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là thuốc ức chế cái hệ thần kinh phó giao cảm bởi vì hệ thần kinh phó giao cảm là cái thần kinh đã bị kích hoạt một cách quá mức trong cái bệnh uh, phổi tắc nghẽn mãn tính rồi thì bây giờ nếu mà chúng ta nói về cái uh, về cái cơ chế dược học thì uh, tôi cũng xin uh, nói thêm là bây giờ chúng ta lại đi lên trên cái chiếc xe đỏ đi vào một cái vùng uh, vùng xa vùng sâu hơn nữa uh, và rồi sau đó thì chúng ta sẽ sẽ, sẽ tạm ngưng có nghĩa là uh, nãy giờ thì cũng có cũng có một số những cái thông tin mà tôi đã 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 chia sẻ với các anh chị bây giờ đây là cái phần chót thì tôi xin nói là như vậy là thực ra đó bây giờ nếu các các chị muốn hiểu rõ về cái cơ chế bây giờ chúng ta nói là chúng ta dùng thuốc nhé hoặc là uh, kích hoạt hoặc là ức chế uh, kích hoạt là kích hoạt cái hệ thần kinh giao cảm nhé chứ chúng ta đừng có kích hoạt cái hệ thần kinh phó giao cảm lúc đó thì sẽ không tốt thế nào hoặc là ức chế đó thì chúng ta luôn sẽ ức chế cái hệ thần kinh phó giao cảm chứ chúng ta đừng cứ ức chế cái hệ thần kinh giao cảm thì lúc đó cũng sẽ không có tốt như thế nào thì bây giờ nếu mà chúng ta dùng những cái những cái dược học những cái những cái dược những cái thuốc mà chúng ta ức chế hoặc là kích hoạt đó, thì chúng ta sẽ xem rằng là làm thế nào mà chúng ta có thể ức chế hoặc là kích hoạt được thì ở đây là một cái một cái slide cho chúng ta thấy rõ rằng là những cái mục tiêu trong hai cái lá phổi của chúng ta nếu mà chúng ta muốn ức chế hoặc là kích hoạt đó là nó gồm có chính nó gồm là có hai loại tế bào loại tế bào cơ trơn ở đây fibromuscularis muscularis và cái loại tế bào uh, nó có cái khả năng tổng hợp và tăng tiết nhảy ở đây và tôi xin chỉ, chỉ xin nhắc sơ lại là cái hệ thần kinh, giao cảm hoặc là phó giao cảm, đó. thực ra đó là một cái chuỗi, một, một cái chuỗi của những tế bào thần kinh, nhưng cái chuỗi này nó rất là đơn giản, nó chỉ có hai tế bào mà thôi. Cái tế bào thứ nhất và cái tế bào thứ nhì. Cái tế bào thứ nhất và cái tế bào thứ nhì đó, nó sẽ gặp nhau ở một cái nơi mà tiếng Pháp gọi là cái gân riêng vegetative có nghĩa là giống như là một cái hạt vậy đó và cái ở nơi đó có cái sự gặp gỡ giữa cái tế bào thứ nhất gọi là neuron preganglionaire. có nghĩa là cái tế bào thần kinh nó ở đằng trước ở phía trước của cái của cái ganglion này và cái ganglion thứ và cái neuron thứ nhì là cái neuron post ganglionaire là cái tế bào thần kinh uh, thứ nhì thì cả hai tế bào thần kinh này cả hai cái neuron này nó đều quan trọng tại sao tại vì cái neuron đầu nó sẽ là cái neuron nó đi từ cái thần kinh trung ương nó đi ra và cái neuron thứ nhì nó cũng quan trọng không kém tại vì chính cái anh này là cái anh mà kiểm soát cái tế bào ở mục tiêu của chúng ta ở đây là cái cơ trơn của phế quản hoặc là các tế bào uh, có thể làm tăng cái tiết nhảy và bởi vì cái sự tác động của cái neuron thứ nhì này trên các tế bào uh, mục tiêu của chúng ta mà chúng ta sẽ có những cái uh, tác dụng lâm sàng tốt hay là xấu tùy vào cái uh, loại phân tử mà cái tế bào uh, thần kinh này sẽ tổng hợp và sẽ uh, sẽ, sẽ sẽ tiết ra ngoài thì ở đây tôi xin phép um, có khoảng chừng 5 phút để mà thực sự là cùng với các anh chị đi sâu và đi xa vào trong cái cơ chế phân tử rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với lại những cái kiến thức mà lâm sàng mà các anh các chị uh, quen thuộc thì bây giờ nếu mà nói về phân tử thì chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện bằng những cái uh, những cái nhận thức nó cũng rất là cơ bản và sơ đẳng và đơn giản thực ra phân tử là một cái danh từ tổng hợp có rất là nhiều loại phân tử phân tử nó nó chỉ là một cái đơn vị tiếng pháp gọi là molecule là tiếng anh gọi là molecule nó cái chữ nó gần gần, gần giống nhau nó chỉ là một cái đơn vị uh, uh, hóa học có cái khả năng vận chuyển một cái tín hiệu tất cả những cái phân tử nó đều có một cái thông điệp và cái thông điệp đó nó, nó sẽ được gửi đến từ một cái tế bào mà chúng ta gọi là cái tế bào tổng hợp ra cái phân tử đó ở đây cái tế bào tổng hợp cái phân tử đó nó là những cái tế bào của cái của cái hệ uh, thần kinh uh, phó giao cảm hoặc là giao cảm đó thì những cái phân tử đó là những cái những cái phân tử uh, hóa học có cái khả năng vận chuyển hoặc là đưa ra đưa đến một cái tín hiệu Ờ, mà thực ra đó là cái tín hiệu hóa học nhưng mà cái tín hiệu hóa học đó nó, nó sẽ có cái khả năng gây ra cái phản ứng nơi cái tế bào và cái phản ứng ở nơi cái tế bào đó đó là một cái điều rất là quan trọng tại vì tùy vào cái loại tế loại, loại tế bào ở đây chúng ta đang quan tâm đến cái hô hấp thì chúng ta đang nói tới cái sự co thắt hoặc là cái sự giãn phế quản nếu mà chúng ta quan tâm đến ung thư thì chúng ta sẽ nói đến cái sự mà 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 nhân bào ờ, nếu mà chúng ta quan tâm đến những cái bệnh phổi mua kẻ thì chúng ta sẽ nói đến cái sự sơ hóa vân uh, vân và vân vân thì các anh cứ chỉ cứ nhớ là như vậy những cái phân tử ở đây thì các anh các chị cũng không cần nhớ những cái những cái những cái loại phân tử khác nhau nhưng mà có một cái có cái nguyên tắc chính đó là nó là như vậy là khi cái phân tử đó đến gần với cái, cái, bào mà, cái, cái tế bào mà tôi gọi là cái tế bào đích á có nghĩa là cái tế bào mục đích cái tế bào mà cái trốn đi cái, cái trốn đến của, của, của các phân tử đó, đó thì cái tế bào đó cũng như tất cả các tế bào đó nó sẽ có cái màng ở bên ngoài và cái màng đó nó nó sẽ phân chia nghĩa là phân định một cách rất là rõ ràng cái biên giới giữa cái thế giới bên ngoài của cái tế bào tiếng pháp gọi là milieu extracellulaire và cái thế giới bên trong của cái tế bào mà chúng ta lúc nãy gọi là bào tương và cái thế giới bên trong của tế bào đó Nó là một cái gì nó rất là quan trọng Chúng ta cần phải bao che Chúng ta cần phải có một cái cách nào đó Để mà không cho những cái gì Từ bên ngoài nó vào bên trong Hoặc là nếu mà chúng những cái đó Từ bên ngoài vào bên trong là bởi vì chúng ta cho phép Thì mới được vào chứ nó không cho phép thì không được vào Bởi vì bởi vì thế nên Cái 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 chức năng của cái màng tế bào Nó rất là quan trọng Nó quan trọng để mà nó phân chia ranh giới Rõ ràng giữa cái thế giới bên ngoài và cái thế giới bên trong cái đó là cái phần quan trọng thứ nhất. Và cái điều này thì tôi chắc là các anh các chị ai cũng đã hiểu rất là rõ. Cái quan trọng cái sự quan trọng thứ nhì đó ở đây á và có lẽ điều này ít người biết đến đó, là nó cũng là một cái nơi, nó như là một cái như là một cái loa vậy, đó, như là một cái nơi để mà tiếp nhận những cái tín hiệu và từ cái sự tiếp nhận đó nó nó sẽ hoặc là nó sẽ phóng đại cái tín hiệu đó lên nếu mà cái tín hiệu đó là cái tín hiệu nó rất là nhỏ hoặc là nó sẽ làm giảm xuống cái cái tín hiệu đó nếu là cái tín hiệu đó nó rất là to nói một cách khác nếu ở đây có một cái phân tử mang một cái thông điệp rất là quan trọng nhưng mà cái phân tử đó giống như là một cái con người đó không có quen nói nói to nói lớn thì thầm nói rất là nhỏ đến đây thì chúng ta phải cần có một cái một cách để mà phóng to cái tín hiệu đó lên và những cái cách đó đó mà cái cái chỉ có thể biết chúng ta gọi đó là những cái thụ thể. Những cái thụ thể màng của tế bào là những cái phân tử khác. Đây nó cũng là những cái phân tử có cái khả năng tiếp đón những cái phân tử đến từ bên ngoài và từ cái khả năng tiếp đón đó thì nó sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là nhận diện ra được cái phân tử đó coi xem có đúng là cái phân tử mà nó thích hợp với mình hay không. Đó là cái cái chức năng thứ nhất nhận diện tiếng 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 Anh hoặc tiếng Pháp gọi là cái đó là cái cái receptive có cái khả năng tiếp nhận và cái 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 chức năng thứ nhì đó là chuyển hóa cái thông điệp đó nói một cách khác đó là đôi khi cái cái tín hiệu này đó họ dùng một cái ngôn từ mà cái uh, cái thụ thể này có thể hiểu được Nhưng mà ở bên trong tế bào thì họ lại không hiểu được Thì ở đây cái thủ thể sẽ dùng cái vai trò Sẽ đảm trách cái vai trò của một cái người thông dịch viên Sẽ biến chuyển cái tín hiệu ở bên ngoài Thành một cái tín hiệu khác ở bên trong tế bào Khiến cho tất cả những cái phân tử bên trong tế bào Có thể hiểu được cái tín hiệu đó đó là nói một cách nôm na dùng những cái những cái tình thế mà trong cái cuộc sống Bây giờ nếu mà nói một cách cụ thể và khoa học hơn thì cái việc đó nó cũng các anh các chị sẽ thấy nó cũng sẽ rất là đơn giản. Tại vì sao là tại vì trong tất cả những cái tế bào này cũng như tôi nói lúc nãy là các anh các chị không cần phải biết rõ vào cái chi tiết của từng loại tế bào. Nhưng mà lúc cũng giống như lúc nãy đó chúng ta cũng cần nhớ một cái nguyên tắc là cái nguyên tắc nó là như vậy là những cái những cái phân tử hóa học này đó nó chỉ có thể nằm trong hai loại phân tử mà thôi. Những cái phân tử nào mà có thể hòa tan trong nước. Nếu mà hòa tan trong nước đó, thì lại không có thể hòa tan được trong cái màng tế bào tại vì cái màng tế bào này là một cái màng nó cái chất nó là một cái chất mỡ. Thành ra nếu mà anh có khả năng hòa tan trong nước thì đến đây gặp cái tế bào thì anh sẽ bị dội ngược lại, anh sẽ không đi xuyên và được vào cái tế bào. Hoặc là cái tín hiệu đó hòa tan trong mỡ, như là những cái chất như corticosteroid này thì đến lúc đó đến gặp cái màng tế bào này thì mở gặp mở mở ngã ở đây thì lúc đó thì nó sẽ sẽ thành mở ngõ có nghĩa là lúc đó thì cánh cửa nó sẽ mở ra và lúc đó thì cái mở này nó sẽ đi vào trong cánh cửa nó xuyên qua màng tế bào và nói một cách khác thì những cái tín hiệu nào là cortico uh, ít chẳng hạn thì là sẽ xuyên qua màng tế bào một cách thoải mái không cần có thụ thể ở đây và sẽ đi vào trong Ờ, trong cái tế bào và lúc đó có thể tác động thẳng trên những cái uh, uh, những cái phân tử ở trong tế bào. Thành ra nếu cái tín hiệu ở đây, nếu cái phân tử ở đây là chất corticoid, không cần có thu thể ở trên mạng Chất corticoid bởi vì đó là mỡ nên có thể xuyên qua màng tế bào, có thể đi vào trong, sâu trong tế bào để mà tác động lên trên một số những cái uh, cơ chế của trong tế bào như là những cái gen nó nằm trong nhân tế bào. Cái cái những cái việc này tôi sẽ tôi sẽ nói sâu uh, và nói kỹ hơn trong cái kỳ tới. Ngày hôm nay chúng ta chỉ tạm ngừng ở đó đối với cái chất uh, steroid chất corticoid. Trong khi bây giờ nếu mà chúng ta quay trở lại với những cái tín hiệu mà có thể tan trong nước hoặc đó là những cái chất um, Peptide là những chất protein như là những cái chất interleukin, interleukin 2, interleukin 1, interleukin 6, vân vân, hoặc đó là cái chất amin như là cái chất catecholamine có nghĩa là những cái tín hiệu phân tử của cái hệ thần kinh giao cảm hoặc là phó giao cảm thì là lúc đó nó thì nó hòa tan trong nước và bởi vì hòa tan trong nước nên nó không có xuyên qua được cái màng tế bào, nó cần phải gặp được một cái thụ thể và lúc đó đó thì cái thủ thể họ làm gì nó, nó làm gì nó nói ok tôi đã nhận ra được bạn nhưng mà bởi vì bạn không được phép đi vào bên trong tế bào thành ra tôi sẽ lấy cái thông tin của bạn đưa tới và lúc đó tôi sẽ chuyển cái thông tin đó thành một cái thông tin khác và cái thông tin thứ nhì đó đó thì nó sẽ là một cái phân tử khác sẽ do cái ăn thủ thể này kích hoạt để mà tổng hợp ra và tiếng Anh gọi cái phân tử đó đó là second messenger có nghĩa là cái thông tin tín hiệu thứ nhì. Cái thông tin tín hiệu thứ nhất đó là cái cái chất mà nó đến từ bên ngoài. Cái thông tin tín hiệu thứ nhì second messenger nó sẽ là một cái chất, một cái phân tử được tổng hợp bởi cái màng tế bào hoặc là bên trong tế bào để mà nó có thể nó đem cái tín hiệu từ bên ngoài đến bên trong. Thì nói như thế để các anh các chị thấy rằng cái sự quan trọng thứ nhất của cái bản chất của cái tín hiệu đến từ bên ngoài. Thứ nhì, cái sự sự quan trọng của cái bản chất của các thụ thể tùy vào loại thụ thể tùy vào bản chất của cái tín hiệu đó thì chúng ta sẽ có những cái những cái uh, hậu quả uh, những cái kết quả mà nó khác nhau trong uh, trong cái tế bào thì ở đây tôi chỉ chỉ xin nói sơ qua thôi thực ra đó là cho dù là tế bào hô hấp hay là tế bào của hệ uh, thần kinh hoặc là tế bào của hệ tiêu hóa uh, của hệ tim mạch thì những cái uh, kết quả Ờ, mà đương nhiên mà mà chúng ta sẽ đạt được đó. Nó sẽ được xếp vào ba loại khác nhau. Hoặc đó là chúng ta có thể thay đổi cái khả năng thấm dung của màng tế bào. Đó là cái điều rất là quan trọng cho những cái những cái cơ trơn hoặc là những cơ bắp nếu mà các anh, các chị nghĩ rằng là nếu các anh, các chị có thể và làm giảm được cái kênh Uh, calci cal mà chúng ta nói uh, lúc nãy thì lúc đó chất calcium nó sẽ ít vào hơn thì lúc đó tự nhiên chúng ta sẽ làm bớt được cái sự co thắt đó là khả năng thấm dung của màng tế bào cái thứ nhì đó là hoạt hóa các enzyme, các enzyme trong cái tế bào đó nó sẽ nó sẽ tham gia vào cái 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 cuộc sống hàng ngày của cái tế bào và trong các enzyme đó thì anh uh, enzyme này sẽ gây ra uh, những cái sự tổng hợp của những cái tín hiệu uh, khác, anh enzyme khác nó sẽ tác động đến cái sự mà uh, phân bào, vân vân và vân vân. thì lúc đó đó thì là chúng ta chúng chúng ta sẽ thấy những cái những cái uh, những cái phản ứng khác nhau Uh, và cái uh, cái tác dụng thứ ba đó nó cũng rất là quan trọng đó là cái sự kích hoạt sự phiên mã uh, kích hoạt sự phiên mã ở đây đó nó sẽ khiến cho cái tế, các 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 tế bào của chúng ta đó nó hoàn toàn nó thay đổi cái 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 cái, cái chức năng và cái, cái 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 sinh hoạt mà 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 thường nhật của nó Uh, và cái điều này nó cũng sẽ rất là quan trọng khi mà chúng ta quan tâm đến uh, tác dụng của những cái chất như là chất corticoid trong cái uh, trong cái uh, chỉ định uh, trong viêm của nó cái việc này chúng ta sẽ sẽ bàn đến vào vào một cái vào một cái lớp khác cái lớp thứ nhì bây giờ nếu mà chúng ta chỉ ở lại trong cái uh, trong các tế bào của cái hệ thần kinh phó giao cảm thì ở đây Uh, các anh cứ chỉ cứ nhớ rằng là các tế bào này đã cần phải có một thụ thể và những cái thụ thể này đó thì nó có hai loại thụ thể nó có cái loại thụ thể mà gọi là thụ thể nicotinic uh, tôi xin lỗi tôi quay lại cái slide này để cho các anh các chị thấy đây cái thụ thể nicotinic và cái uh, loại thụ thể thứ, thứ nhì đó gọi là cái thụ thể muscarinic đây là hai cái loại thụ thể nó có cái khả năng nó Uh, nhận diễn ra được cái anh phân tử mang cái tín hiệu của sự kích hoạt của hệ thần kinh phó giao cảm có nghĩa là cái anh acetylcholine nói một cách khác là anh acetylcholine có khả năng kết hợp với lại thụ thể nicotinic cùng một lúc anh cũng có khả năng kết hợp lại với lại cái thụ thể muscarinic có nghĩa là một tín hiệu một phân tử là acetylcholine nhưng mà đến hai loại thụ thể là thụ thể nicotine và thụ thể miscarin ở đây chúng ta đã thấy là có một cái câu chuyện nó đã bắt đầu nó phức tạp rồi có nghĩa là không phải là một tín hiệu một thụ thể mà một tín hiệu có thể có nhiều thụ thể và đây rõ ràng là có hai thụ thể và hai thụ thể này đó mỗi thụ thể đó một khi đã được kích hoạt bởi cái anh acetylcholine thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả khác nhau cái thụ thể nicotine ở đây tôi sẽ không có nói nhiều nhưng mà tôi chỉ nói một cách đơn giản là cái thụ thể này nó sẽ làm tăng cái tăng cái sinh hoạt của cái kênh mà cái kênh này đó là cái kênh của cái chất uh, chất muối chất sodium Na, chất natri không phải là chất canxi natri và tôi sẽ không có nói thêm về cái thụ thể nicotine và cái, cái 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 kênh natri nếu mà chúng ta đang nói về cái chuyện như là uh, bệnh Alzheimer ở trong 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 trí nhớ đó thì lúc đó tôi sẽ nói nhiều về cái cái đó hoặc là nếu mà chúng ta đang nói về cái sự co thắt của những cái tế bào của cơ bắp đó, thì tôi sẽ nói nhiều về cái đó nhưng mà hôm nay chúng ta đang nói về những cái tế bào cơ trơn của của phế quản thì chúng ta tạm quên những cái thủ thể nicotine cái thụ thể thứ nhì đó là thụ thể muscarin muscarin này đó thì người ta còn gọi là uh, m m như là muscarin uh, và tiếng anh gọi là muscarinic receptors thì uh, ở phần này đó chúng ta sẽ đi sâu về những cái muscarinic receptors một một tí tại vì uh, nắm rõ những cái thụ thể đó thì chúng ta sẽ hiểu rõ cái uh, uh, cái cơ chế của những cái thuốc mà các cái trị thường dùng để mà chống lại cái sự co thắt của của bệnh bệnh phối thắc nghẽn mãn tính thì trong cái trong cái trong cái tiểu gia đình của những cái thủ thể muscarinic những cái thủ thể em rồi đó thì trong cái gia đình đó có có năm anh chị em có năm cái thủ thể khác nhau gọi là em 1 em 2 em 3 em 4 em 5 ở đây toàn là em chứ không có chị hoặc không có anh nhưng mà thực ra đó là những cái thủ thể em thì thì các anh có chỉ có nhớ đó em ở đây như là muscarine và những cái thủ thể này đúng là anh chị em trong một gia đình, tại vì họ rất là giống nhau, ờ, rất là giống nhau, nhưng mà không có giống nhau hoàn toàn. có nghĩa đây là những cái anh chị em nhưng mà không phải là những anh chị em sinh đôi. thành ra có những cái người mà họ có vẻ anh em đấy nhưng mà họ hoàn toàn nó không có giống một cách tối đa. đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ nhì đó là cũng giống như trong tất cả những cái gia đình mà đông anh, anh em thì có những cái người mà hợp với nhau hơn và có những cái người mà lại không có hợp với nhau lắm. Thì trong cái trong cái tiểu gia đình của những cái thủ thể em có những thủ thể miscarin này đó thì chia ra làm hai nhóm. Có nhóm mà để mà nhớ một cách rất là đơn giản đó uh, với những cái con số lẻ. M1, M3 và M5 thì là giống nhau. Hợp với nhau. Trong khi cái nhóm mà với những con, con số trắng M2 và M4 thì là hợp với nhau hơn. Thì trong cái gia đình mà có năm chị anh năm anh chị em này đó thì có chia ra làm hai nhóm. Nhóm thì chơi trò chơi, chơi này, trong khi nhóm kia thì chơi trò chơi cho chơi chơi, chơi chơi, chơi, chơi kia. Và nếu mà chúng ta quay về lại với lại cái cái phân tử của tế bào đó, nó một cái khác đó thì cái sự này nó cũng rất là quan trọng là tại vì sao? Là về tại vì cái các nhóm với cái con số lẻ M1, M3 và M5 Nó sẽ kết nối với lại một cái phân tử khác Và chúng ta chúng ta gọi là cái protein G Thì bây giờ các anh các chị chỉ nhớ đến, đến cái, đến cái tên của cái protein G này thôi ờ, Cái protein G đó nó là một cái đề tài rất là lý thú và nếu mà tôi đi nhớ không lầm nữa thì đã có ít nhất là bốn hoặc là năm cái giải Nobel là, từ năm 1930 không 30 thì hơi sớm từ năm 1970 cho đến cho đến năm 2015 16 năm cái giải Nobel đã được giao cho các vị mà nghiên cứu ra quan tâm đến cái lĩnh vực của những cái protein J thì ở đây các anh các chị cứ nhớ rằng là M1, M3 và M5 nó nó kết với một cái anh protein G mà gọi là GQ trong khi đó cái anh M2 và M4 thì nó kết với một cái anh protein G gọi là GI thì ở đây có thể các anh các chị bắt đầu hơi dối rồi Tại vì một đằng đó là là thụ thể M Một đằng đó là protein G Và trong khi đó lại có những cái tên GQ về G cái, cái, cái Như thế này là như thế nào Thì thực ra nó là như vậy Là cái anh tránh nó vẫn là cái anh thụ thể M M, M, 1 M2, M3, M4 và M5 còn bây giờ đó nếu mà nói về cái anh protein G đó thì tôi sẽ đi đến thẳng luôn với lại một cái một cái tấm một cái một cái hình mà cho các anh các chị thấy rõ cái protein gene nó là như thế nào cái hình đó là cái hình này ở đây các anh các chị thấy rằng đây là cái thụ thể uh, m3 và ở trên này là cái thụ thể m2 lúc nãy các anh các chị nhớ nha một ba năm rất là giống nhau 2 và 4 rất là giống nhau 1, 3, 5 nó chơi cùng một cái trò chơi. 2 và 4 chơi một cái trò chơi khác. 1, 3, 5 kết với một cái loại, Và cái trò chơi đó là gì? Bây giờ chúng ta cứ gọi cái cái trò chơi đó là cái trò chơi dùng cái protein G. Thì cái 1, cái 3 và cái 5 đó sẽ dùng cái loại protein G mà chúng ta gọi là GQ. Và cái anh GQ ở đây đó là cái anh sẽ gây ra cái sự tăng nồng độ calci trong các tế bào. Nói đến đây thì các, các chị đã hiểu rằng là khi mà chúng ta kích hoạt anh thụ thể M1, M2 hoặc là M3 thì cái hậu quả đương nhiên trong các tế bào sẽ là cái sự tăng canxi. Trong các tế bào kia trên phế quản thì chúng ta có một loại thụ thể đó là loại thụ thể M3, không có M1, không có M5, nhưng có loại M3. Và bởi vì M3 kết nối với cái anh protein GQ và bởi vì GQ gây ra cái sự tăng canxi nên khi các anh các chị kích hoạt cái thụ thể M3 thì lúc đó các anh các chị sẽ gây ra tăng canxi và lúc đó sẽ gây ra cái sự co thắt phế quản. Bởi vì thế nên các anh các chị cần phải ức chế ăn thụ thể M3 để mà không có gây ra cái sự tăng canxi để mà có thể làm giảm phế quản. Đó là cái, cái 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 kết luận đầu tiên và tôi hy vọng và tôi gần như là chắc chắn rằng là các anh các chị đã nắm được cái cơ chế đó. Còn bây giờ cái anh em hai là như thế nào? Anh em hai cái thủ thể em hai nó cũng nó cũng có khả năng để mà nó tiếp đón cái tín hiệu là tín hiệu acetylcholine có nghĩa là cái tín hiệu phân tử của cái hệ thần kinh phó giao cảm. Acetylcholine ở đây khi mà đã được phóng thích thì sẽ kết nối với lại thủ thể M3 gây ra co thắt phế quản và cũng sẽ kết nối với thủ thể M2 để làm gì? Để làm gì? Thì ở đây tôi sẽ thưa cái câu chuyện về M2. Thủ thể M2 nó giống như thủ thể M4. Nó chơi một cái trò chơi khác cái trò chơi đó nó có cái tên người người ta gọi là tên G cũng người cũng như là cái, cái 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 phân tử G nhưng mà G ở đây đó là Gi Gi hoặc là tiếng Anh đó là uh, Gi i i ở đây tiếng Pháp hoặc là tiếng Việt i hoặc là tiếng Anh đó nó là cái sự viết tắt của cái chữ inhibitor có nghĩa là nó ức chế thì các anh các chị nói nó ức chế cái gì thì ở đây các anh các chị thấy cái cái đèn đỏ ở đây cái GI ở đây á nó sẽ ức chế cái sự phóng thích của cái acetylcholine nói một cách khác bây giờ các anh các chị tự đặt mình vào trong cái tư thế của cái phân tử acetylcholine có nghĩa là cái phân tử tín hiệu của cái hệ thần kinh phó giao cảm các anh các chị đang trong một cái phế quản của một cái người của một người đàn ông hoặc đàn bà đàn bà con trai hoặc con gái nam hoặc nữ đang đi qua một cái vùng có nhiều khói khói thuốc hoặc là là ô nhiễm môi trường thì lúc đó trong cái chức năng của cái thần kinh phó giao cảm thì anh các chị nói bây giờ chúng ta cần phải co thắt lại cái phế quản một tí và tiết ra một tí chất nhờn để mà khiến cho những cái bụi bẩm nó từ bên ngoài nó vào trong cái lá phổi nó không có vào nhiều quá và chúng ta có thể tống cứ nó ra ngoài được thì lúc đó chúng ta sẽ tiết ra cái chất acetylcholine chúng ta sẽ tiết ra cái chất acetylcholine này đó để mà giúp cho cái sự co thắt nhưng mà nếu mà chúng ta tiết ra cái chất acetylcholine và chúng ta cứ để cái acetylcholine nó cứ tiếp tục nó, nó 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 tác động trên cái trên cái cơ trơn đó thì cái sự co thắt đó nó sẽ không có co thắt một tí mà nó sẽ co thắt rất là nhiều bởi vì thế nên cùng một lúc đó cái chất acetylcholine sau khi tác động trên cái phế quản này thì nó sẽ có một cái tín hiệu gửi đến cái thủ thể M2 yêu cầu cái anh thủ thể M2 thông báo với lại cái anh uh, protein Gi hoặc là Gi để mà ức chế cái sự phóng thích của cái chất acetylcholine. Có nghĩa là sẽ có một tí acetylcholine được phóng thích ra ngoài, nhưng chỉ một tí thôi rồi sau đó nó sẽ ngừng. Thành ra đây nếu mà chúng ta uh, suy luận về một cái cách mà thiên nhiên hoặc là tạo hóa thì chúng ta thấy đây là một cái sự thật nó tuyệt vời tại vì nó cho phép chúng ta xử lý được một cái tình trạng mà khó khăn có nghĩa là ô nhiễm. Nhưng mà cái 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 mức độ xử lý của cơ thể của chúng ta nó vừa tầm vừa đủ để mà chúng ta giải quyết vấn đề và nó sẽ không có đi quá đà để mà khiến cho chúng ta bị co thắt lại cái phế quản. Rồi bây giờ nhé. Nếu mà các anh các chị bây giờ tôi sẽ xin trở lại những những cái slide được cũ. Nếu mà các anh các chị dùng một cái thuốc Hoặc là dùng một cái thuốc bây giờ ở cái sai này đi dùng cái thuốc ức chế cái acetylcholine tôi sẽ xem lại tôi có thể vẽ được ta nói là acetylcholine này bởi vì nó 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 được tăng ra nhiều quá thành ra nơi cái người bệnh nhân bị uh, COPD bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có có quá nhiều acetylcholine tôi sẽ đưa một cái một cái thuốc tới để mà ức chế cái này làm ta, làm bỏ cái này đi ờ, nhưng mà ức chế cái này đó thì khó lắm thành ra người ta sẽ không làm cái đó người ta sẽ cản không cho acetylcholine kết nối với lại ờ, để cái này tôi sẽ quay lại ờ, lỗi Nghĩa là ta sẽ cản không cho cái acetylcholine kết nối với lại cái thủ thể M3 Thì chúng ta gọi những cái đó đó là những cái receptor antagonist Nói là cản không cho acetylcholine kết nối với lại những cái thủ thể Thì nếu chúng ta cản acetylcholine không cho kết nối với thủ thể M3 Thì ok Khiến cho Uh, GQ không có làm tăng canxi khiến cho các tế bào cơ trơn không có co thắt lại rất là ok nhưng mà cái khổ là nếu mà chúng ta cản không cho kết nối với lại thủ thể M3 nhưng mà cùng một lúc nếu mà những cái chất đó cũng cản không cho kết nối với thủ thể M2 thì lúc đó chúng ta sẽ có cái gì chúng ta sẽ có rằng là cái chất acetylcholine này sẽ được tiếp tục phóng thích ra ngoài và nếu mà ở đây chúng ta không có cái khả năng cản hết tất, tất cả những cái thủ thể M3 còn sót lại một số những cái thủ thể M3 nó không được uh, che lấp đi thì lúc đó, lúc đó chúng ta sẽ đưa đến một cái tình trạng nó rất là ngược đời là dùng một cái thủ thể ức chế dùng một cái thuốc xin lỗi dùng một cái thuốc ức chế những cái thủ thể muscarinic M3 và M2 và đưa đến cái tình thế là tác động những cái thủ thể M3 nó còn sót lại và lúc đó chúng ta sẽ gây ra cái sự co thắt phế quản. Tôi không hiểu rằng là nói đến đây đó thì các anh các chị có thấy rõ cái vấn đề chưa? Và nếu các anh các chị thấy rõ vấn đề đó thì lúc đó cái câu hỏi của tôi nó cũng sẽ rất là đơn giản. Thế thì chúng ta phải làm sao để mà có thể dùng một cái thuốc ức chế những cái thụ thể muscarinic nhưng mà không có những cái tác dụng phụ là gây ra cái sự co thắt uh, của những cái uh, của những cái phế quản đó là cái câu hỏi mà tôi sẽ nói là cái câu hỏi thứ nhì còn cái câu hỏi thứ nhất mà tôi quên đặt ra mà tôi đặt ra bây giờ đó là tại sao nơi một số những cái người bệnh nhân chúng ta lại có cái sự co thắt phế quản khi mà chúng ta dùng cái thuốc mà ức chế các thủ thể ở miscarinic và trước khi mà để cho các các chị suy nghĩ một tí và và đưa ra cái câu trả lời cho hai cái câu hai cái câu hỏi vừa qua đó thì tôi cũng xin nhắc lại là trước khi mà chúng ta có những cái thuốc mà ngày hôm nay mà chúng ta có đó thì các thầy của chúng ta cách đây mấy chục năm hoặc là thiên nhiên đã cho chúng ta một cái một cái dược chất có cái khả năng ức chế những cái thụ thể muscarinic. Cái dược chất đó các anh các chị biết rồi cái chất atropine. Chất atropine có khả năng ức chế cả năm thụ thể em 1 M2 M3 M4 M5. Năm anh chị em nhà em, nhà M đều bị atropine ức chế cả. Và lúc đó các các bác sĩ thời xưa khi trước đã dùng atropine thì đa số những trường hợp atropine rất là công hiệu nhưng có một số những cái trường hợp tuy là rất ít tuy là rất hiếm nhưng mà cũng có xảy ra atropine thay vì làm giãn phế quản nó lại làm co thắt phế quản tại sao lại có cái sự việc đó thì cái câu trả lời đó thì nó cũng rất là đơn giản là nếu mà những cái thủ thể m 3 nó chiếm phần đa số chúng ta cứ nói nôm na là thủ thể m 3 là thủ thể ác thủ thể gây ra những cái những cái điều không tốt, có nghĩa là sự có thắt phế quản. Thụ thể M2 là thụ thể tốt, có nghĩa là cái thụ thể làm giảm cái sự phóng thích của acetylcholine. Thì nếu cái thụ thể M3 ác mà nó nhiều và thụ thể M2 tốt mà nó ít và nếu mà chúng ta ức chế hết tất cả những cái thụ thể thì dĩ nhiên chúng ta ức chế ăn tốt nhưng mà chúng tê chúng ta sẽ ức chế ăn ác đa số. Vậy nơi những cái người bệnh nhân đó thì cái kết quả của cái atropine nó sẽ là một kết quả tốt. Trong khi ở nơi một số rất hiếm các bệnh nhân với những cái thủ thể M2 chiếm phần đa số so với thủ thể M3. Và nếu mà chúng ta ức chế những cái thủ thể tốt, có những thủ thể M2 là những cái thủ thể khiến cho chúng ta làm giảm đi cái sự phân tích, thì lúc đó thì cái hậu quả nó đâm ra là cái hậu quả xấu tại vì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục khiến cho acetylcholine nó được phóng thích ra, thụ thể M3 vẫn còn và nó sẽ gây ra cái sự co thắt phế quản. ngược đời có nghĩa là tiếng anh gọi là parox, tiếng tiếng pháp nó gọi là paroxysitic uh, hoặc là uh, uh, không phải là paroxystic mà nó 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 là một cái một cái sự ngược đời đúng không? Uh, của 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 cái tác dụng của cái uh, của của các thuốc đó. thì bây giờ Uh, năm 2021 2022. Chúng ta có cái, cái cách nào để mà dùng những cái thuốc mà vẫn có thể ức chế được các thụ thể mà có cái công hiệu tốt cho bệnh nhân. Thì những cái thuốc này nó đã có từ cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Đó đó là những cái thực những cái thu, thuốc mà ức chế một cách uh, specific có nghĩa là một cách rất là rất là chính xác những cái thụ thể và những cái thuốc đó nó chỉ ức chế những cái thụ thể M3 mà thôi chứ nó, nó nó hoàn toàn nó không có một cái tác dụng nào trên những cái thụ thể M2 cả thì lúc đó nó các, các chị chỉ có thể ức chế được cái 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 sự co thắt của phế quản thì đó là đó là cái 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 điều mà uh, cái điều mà chúng ta cần phải biết và nếu mà chúng ta hiểu được cái đó rồi thì uh, chúng ta sẽ dùng và những cái thuốc mà ức chế cái thụ thể m3 mà nó càng ngày nó sẽ càng uh, đặc thù Ê, tiếng việt nó này đặc thù hơn đối với cái thụ thể m m3 và nó sẽ hoàn toàn nó sẽ không có động gì đến với các thủ thể m2 uh, tôi sẽ nói sơ qua về cái về các thụ thể của cái hệ thần kinh giao cảm rồi sau đó thì tôi sẽ ngừng cái 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 bài giảng ngày hôm nay cái hệ thần kinh giao cảm đó thì cũng vậy ờ, nó có những cái thụ thể và nó cũng có hai cái tiểu gia đình thụ thể có những cái thụ thể thuộc tiểu gia đình alpha và có những cái thụ thể thuộc tiểu gia đình beta và ngày hôm nay chúng ta sẽ quan tâm đến những cái thủ thể thuộc tiểu gia đình beta, beta 1, beta 2 và beta 3. Và ở đây đó có cái điều mà nó tương đối nó cũng lý thú là những cái thủ thể thuộc cái tiểu gia đình beta đó. Nó sẽ tùy vào cái cơ quan nó sẽ thuộc vào những cái những cái loại khác nhau. Thí dụ như là cái anh beta 1. Chúng ta sẽ chỉ thấy có ở cái tế bào của uh, hệ uh, tim mạch. Beta 2 sẽ chúng ta sẽ chỉ thấy ở những cái tế bào của hệ hô hấp. Và beta 3 sẽ có những cái tế bào ở uh, của kê của cái những cái tế bào uh, tiết trữ mỡ của trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà lúc đó đó thì các anh các chị thấy rõ ràng rằng là các anh các chị biết rằng là cái 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 tín hiệu mà phân tử của cái hệ thần kinh uh, giao cảm đó là chất adrenaline hoặc là noradrenaline và khi nào mà chúng ta có nhiều cái chất adrenaline hoặc là noradrenaline đó, thì dĩ nhiên là tim đập nhanh hơn, tim đập mạnh hơn, uh, phế quản thì được giãn ra nhưng cùng một lúc đó thì là các các tế bào mà tế bào mỡ thì cũng sẽ bị uh, cũng bị huy động và cái 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 số mỡ trong cái cơ thể của chúng ta cũng sẽ bị giảm xuống đó là ba cái hậu quả của cái của cái sự kích hoạt của cái hệ thần kinh uh, giao cảm ở đây là một cái uh, một cái slide để nó tương đối nó 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 khá khá phức tạp và tôi đề nghị đó là chúng ta sẽ trong vòng 5 10 phút còn lại thì chúng ta sẽ sẽ nói rõ về cái slide này. Rồi sau đó thì tôi sẽ tạm kết thúc cái cái bài giảng ngày hôm nay. Tại sao tôi lại dùng cái slide này để làm cái slide kết kết cho cái bài giảng ngày hôm nay và có thể là cái slide uh, bắt đầu cho cái bài giảng kỳ tới. Là bởi vì nó cho chúng ta ôn lại tất cả những cái gì mà chúng ta đã 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 xem qua ngày hôm nay và ở đây đó thì các anh các chị thấy ở trên này đó là cái màn của cái phế bào và ở đây đó các anh các chị thấy đây là một cái thủ thể ở đây thì tôi dùng cái thí dụ của cái thủ thể beta 2 là cái thủ thể mà có lẽ là tất cả các bác sĩ về hô hấp đều biết đến cho dầu rằng là có thể là không có quen thuộc lắm bởi vì sao là bởi vì trên cái thủ thể beta 2 này tất cả các thuốc như là vontolin, bricanil Uh, sẽ tác động trên các tế bào cơ trơn để mà gây ra cái sự giãn phế quản. Đó, các anh các chị nhớ cái chuyện đó. Và ở đây đó thì ở trên này các anh các chị thấy nó có một cái phân tử, một cái hình uh, hình uh, bốn góc này. Uh, quên tiếng Việt gọi là gì? Tiếng Pháp nó gọi là cái luông dân rồi. Thì cái hình này á, nó uh, nó màu hồng và nó 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 tượng trưng cho cái uh, phân tử của những cái beta 2 đồng vận hoặc là chất vantholin hoặc là chất bricanin hay là chất adrenaline uh, hay là phân tử adrenaline hoặc là phân tử no adrenaline và cái beta 2 đồng vận này nó sẽ kích hoạt cái thụ thể beta 2 cái thụ thể beta 2 này nó sẽ chơi một cái trò chơi cũng là trò chơi g nhưng ở đây g ở đây gọi là gs thì kỳ tới tôi sẽ kể câu chuyện về những cái những cái uh, phân tử rê uh, cái trò chơi rê này uh, hôm nay chúng ta không có thì giờ nhưng mà cái angs này đã s ở đây có nghĩa là stimulant có nghĩa là sẽ kích hoạt và anh ta kích hoạt cái gì anh ta kích hoạt một cái chất men mà người ta gọi là adenosine Vậy cái chất men này nó có cái khả năng nó tổng hợp ra cái chất AMP vòng AMP cyclic Thế đây tôi, tôi, xin tạm ngưng để mà nói qua về cái anh AMP vòng này và cái anh beta 2 đồng vận hoặc là anh adrenaline. Beta 2 đồng vận hoặc là adrenaline là gì? Là cái tín hiệu đến từ bên ngoài. Cái tín hiệu thứ nhất, cái tín hiệu nó sẽ được phóng thích ra bởi uh, các uh, các tế bào thần kinh của cái hệ giao cảm hoặc là sẽ đưa vào cơ thể của của chúng ta qua qua cái lối tim chích hoặc là lối uống tại vì đó là một cái bê tay đồng vận hoặc là hoặc là cái dạng hít nó đến gặp cái anh anh thủ thể nhưng mà nó không có cái khả năng để mà nó xuyên qua màng tại vì cái đồng vận này đó là một cái chất hòa tan trong nước bởi vì hòa tan trong nước nên nó không có hòa tan trong màng và bởi vì thế nó sẽ không có xuyên qua màng được và vì thế nên anh thủ thể này đó vừa tiếp nhận được cái tín hiệu là cái tín hiệu chính quy, tín hiệu tốt. Nhưng mà anh ta phải làm cái việc thông dịch. Có nghĩa là phải, bởi vì cái tiếng nói của cái anh beta đồng vận này sẽ không có đưa được đi vào bên trong cái mạng, bên trong cái tế bào. Nên anh ta phải thông dịch. Và cái sự thông dịch của cái thụ thể beta 2 là gì? Là tổng hợp ra là có một cái lời nói khác. Và tổng hợp ra một cái tín hiệu thứ nhì. Và cái tín hiệu thứ nhì ở đây đó là cái anh AMP vọng. Đây là cái tín hiệu thứ nhì mà tiếng Pháp gọi là second messenger, hoặc là tiếng Anh gọi là second messenger. Và cái người mà đã hiểu ra được cái nguyên lý, cái nguyên tắc của cái tín hiệu thứ nhì đó là uh, một vị giáo sư uh, đã được giải Nobel vào năm 1971 hay 72, có nghĩa là cách đây nửa thế kỷ cách đây nửa thế kỷ vì giáo sư đó đã hiểu ra được cái tầm quan trọng của những cái tín hiệu thứ nhì và ở đây tôi sẽ nói thêm về cái tín hiệu thứ, tín hiệu thứ nhì rồi sau đó thì chúng ta sẽ 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 có thể kết thúc cái 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 bài giảng ngày hôm nay cái tín hiệu thứ nhì này nó rất là quan trọng là bởi vì sao tại là bởi vì đối với các tế bào á cái điều quan trọng là làm sao thấy được cái anh tín hiệu thứ nhì và cái thiếu tín hiệu thứ nhì ở đây là AMP AMP vòng AMP vòng một khi mà đã được tổng hợp và cái sự tổng hợp nó nó tăng lên trong cái trong cái uh, trong cái tế bào thì cái kết quả cái hậu quả nó nó sẽ được giống nhau hết và ở đây thì tôi xin nói luôn là hoặc là nó làm tăng những cái tăng cái sinh hoạt của những cái phân tử này hoặc là nó làm giảm sinh hoạt của phân tử này hoặc là tăng tăng sinh hoạt của phân tử này nói chung là nó sẽ làm giảm cái chất canxi ở trong cái tế bào và bởi vì thế nên nó mới gây nó mới gây ra cái sự giảm phế quản thành ra khi mà các anh các chị ôn lại cái bài này đó thì các anh các chị cứ xem tên của những cái phân tử này và sẽ xem lại cái slide những cái slide đầu ở cái slide mà tôi vẽ với những cái đèn xanh đèn đỏ và cái slide khác uh, lấy trong một cái tạp chí khoa học mà rất là nổi tiếng là pharmacological review uh, để các các chị xem coi những cái phân tử phân tử này nó nằm ở cái phần nào trong các slide đó nhưng mà các anh các chị nhớ chỉ nhớ rằng là sở dĩ cái anh calci được giảm ở trong cái tế bào là bởi vì có anh AMPC vòng đã được tổng hợp bởi cái chất men này và sở dĩ cái chất men này tổng hợp cái anh AMPC vòng là bởi vì cái chất men này đã được kích hoạt bởi cái anh kênh trò chơi Gs GSS the stimulant là kích hoạt và sở dĩ cái anh Gs đã được kêu gọi đến là bởi vì cái anh thủ thể của cái anh beta 2 đã được kích hoạt bởi anh beta 2 đồng vận đó là cái con đường đi ngược lại uh, từ cái từ cái uh, kết quả cho đến cái nguyên nhân ban đầu. Nhưng mà cái thông điệp cuối cùng mà tôi muốn uh, chia sẻ với các anh các chị ở đây đó, là nếu mà chúng ta nói rằng là cái quan trọng là làm sao khiến cho cái anh ampi vòng này nó được tăng lên thì lúc lúc đó chúng ta nói ok chúng ta có thể dùng cái beta đồng vận nhưng mà chúng ta cũng có thể dùng những cái chất thuốc khác để mà nó có thể nó kích hoạt cái anh adenylcyclase có nghĩa là cái chất men mà nó làm tăng cái tổng hợp AMP AMP vòng và chúng ta cũng có thể dùng những cái thứ thuốc khác để mà nó duy trì nó bảo tồn cái anh AMP vòng này một cách lâu dài hơn là cái thời hạn mà cố định của nó và tôi sẽ chấm dứt bằng một cái một cái thí dụ nó rất là đơn giản mà tất cả các thầy thuốc ở bên Việt Nam đều biết là khi xưa lúc khi xưa lúc mà tôi còn bé có nghĩa là lúc đó là xưa rất xưa tôi cũng có bị bệnh hen suyễn và lúc đó đó thì cái thuốc mà hen suyễn mà duy nhất các bác sĩ thời đó có là cái thuốc teofilin cái thuốc teofilin nó thực ra nó làm gì nó là một cái thuốc để mà nó duy trì cái, cái 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 nồng độ của cái mp vòng trong cái tế bào của chúng ta dĩ nhiên cái teofilin nó không có Uh, uh, nó không có công hiệu bằng những cái bê tai động vật ngày hôm nay và nó có những cái tác dụng phụ khác nên ngày hôm nay chúng ta không có dùng nó nữa và cái cơ chế uh, dược học của nó cũng khác nó khác là nó không có đi qua một cái uh, phân tử của cái bằng tế bào uh, nó khác là nó không có uh, kích hoạt cái anh men adeniciclase để mà tổng hợp cái chất amp vòng nhưng mà nó giống cái uh, cái beta 2 đồng vẫn bằng cách rằng là nó một cách gián tiếp nó khiến cho cái nồng độ của p vòng nó được giữ và nó được tăng lên một cách lâu dài trong các tế bào của cơ trơn của cái phế quản. Thì bây giờ tôi đề nghị là ngày hôm nay chúng ta tạm ngừng ở cái, cái 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 bài 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 giảng ở đây kỳ sau thì tôi sẽ nói tiếp về những cái cơ chế kháng viêm và từ đó thì các anh các chị đã có những cái khái niệm về những cái thuốc làm giảm phế quản ức chế cái hệ phó giao cảm hoặc là beta hay đồng vận như chúng ta đã, đang thấy cộng với những cái thuốc kháng viêm thì tôi hy vọng rằng là các anh các chị sẽ có cái nhìn rõ hơn khi mà các anh các chị kê đơn uh, cho toa thuốc cho các bệnh nhân Uh, tôi sẽ tạm ngừng ở đây uh, và chúng ta có thời gian để mà trao đổi thêm trong vòng 5-10 phút nếu các anh chị có những câu hỏi. Tôi xin nhường lời lời lại à, cho hả? bác sĩ Đức. Dạ. À, các anh chị học viên nếu mà có câu hỏi gì thì có thể đặt trực tiếp ở đây hoặc là mình sẽ gõ trên cái khung chat của cái ứng dụng ạ Nếu mà anh chị nào mà đang ở vị trí mà không bật mic thì để các thầy Tuấn có thể giải đáp chúng ta. ở à, đây có một câu hỏi không có liên quan đến đến cái bài giảng nhưng mà sau này đó thì uh, tôi sẽ gửi cho bác sĩ Đức cái cái slide đó uh, các, các cái cái slide này và tôi sẽ thâu một cái video uh, hình như cái video đang được thâu tôi hy vọng nó là như vậy uh, và lúc đó tôi sẽ edit lại cái video để mà giữ lại những cái phần chính rồi sau đó thì tôi cũng sẽ hoặc là để trên một cái kênh YouTube nào đó Uh, và lúc đó các anh các chị có thể vào để mà để mà để mà xem lại vâng. có thể anh chị có câu hỏi gì không ạ à, alo ạ, em có thể có vâng. một vài câu hỏi được không ạ vâng vâng bạn cứ hỏi thưa thầy uh không biết có phải câu hỏi này chắc là em em nghĩ là trong buổi sau chắc là thầy sẽ có phải giải đáp không? ví dụ như một vài câu hỏi như là vì sau corticoid thì cái tụ thể nó ở trong tế bào và cái muốn cho thời gian tác dụng của nó có thì chắc là phải vài giờ đến vài ngày ấy. nhưng mà Đúng trong thế. Những cái trường hợp bệnh nhân khó thở cấp ấy, thì thường là trên lâm sàng bọn em sẽ vẫn sử dụng luôn có như nó cũng là một cái cơ chế để uh, giúp cho bệnh nhân cắt được cơn khó thở ấy. thì đấy cũng là một cái câu hỏi em là tại sao lại có hiện tượng đấy uh, và thứ hai em em có thêm một câu hỏi nữa vâng, cũng không biết vâng. À, có phải là buổi sau thầy sẽ giải đáp luôn cho bọn em không? Đấy là trên lâm sàng thì à, vừa rồi trong bài giảng thì thầy có nói rằng những cái thuốc ức chế hệ phó giao cảm ấy ạ, nếu mà nó không chọn lọc thì nó có thể gây ra cái trường hợp là lại còn gây co thắt đấy ạ. Vâng. Thì trên lâm sàng bọn em có một cái ý này đấy là các bác sĩ thường sẽ là không biết là cái cho ấy nó là một vâng. cái hệ phó giao cảm tác dụng ngắn ấy thì liệu là em không biết là cái khả năng đặc hiệu của nó như thế nào bởi vì trên lâm sàng là các bác ấy thường là khi nào mà bệnh nhân đã dùng cái cái la ba nghĩa là những cái ức chế phó giao cảm kéo dài thì các bác ấy lại không cho bệnh nhân sử dụng cái ức chế phó giao cảm ngắn nữa bởi vì các bác ấy có có lập luận rằng là khi mà dùng cái đấy thì nó lại gây ra cái hiện tượng giảm giảm tác dụng của cái la ba đi ạ thì không biết nó có liên quan gì đến okay. cái độ đặc hiệu của cái ibrajuv không ạ em, à. em cũng muốn đặt sớm lên, để không biết là buổi sau thì có trả lời luôn được không ạ không không bây giờ bây giờ thì thầy sẽ trả lời luôn uh, thứ nhất đó là cái cái câu hỏi của bằng về về cái cái covid đó đó là một cái câu hỏi rất là lý thú và thầy sẽ có ít nhất là có hai cái slide để mà cắt nghĩa cái câu hỏi đó cho bằng và và cũng để kể luôn về một cái kinh nghiệm cá nhân lúc mà thầy còn làm nội trú hoặc là 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 bác sĩ trợ lý trẻ thì cũng đã có những cái thắc mắc mà bạn có nhưng mà ngày hôm nay khoa học ngày hôm nay đã cái co đã có cái câu giải trả lời nó rất là chính xác và rất là rất là thỏa đáng thì cái đó thì sẽ hẹn kỳ sau à, còn đối với cái cái ipratropium và cái cái việc mà bạn nói đó thì cái việc nó là như vậy thực ra đó là ngày hôm nay đó ipratropium đó là được xem uh, như là một trong những cái thuốc mà cái sự mà đặc hiệu của nó, nó nó tương đối nó tương đối nó cao đối với lại cái thụ thể M3. Tuy nhiên các thầy ở trên khoa đã đề cập đến một cái hiện tượng khác mà thầy hôm nay đã không có không có nói tới không có nói đến đó là cái sự mà giảm đi cái số của những cái thủ thể màng sau khi mà chúng ta đã kích hoạt những cái thủ thể đó. Ờ, nói một cách nôm na là như vậy nhưng mà kỳ sau thầy sẽ quay trở lại với lại cái vấn đề đó một cách rõ ràng hơn là một khi mà chúng ta có một phân tử kết nối với lại một thủ thể thì cái phân cái cái thụ thể đó sau khi mà đã kết nối được với lại cái phân tử đó đó nhận ra được cái cái tín hiệu của cái phân tử và làm cái làm cái chức năng có nghĩa là là là, là truyền cái tín hiệu của của cái phân tử đó cho những cái bạn uh, phía sau trên cái trên cái trên cái chuỗi uh, truyền tín hiệu đó đó thì cái thụ thể đó đó nó sẽ uh, phải làm một cái công việc mà tiếng pháp gọi là internalization par receptor có nghĩa là cái thụ thể đó nó sẽ mang luôn cả cái tín hiệu đó và nó sẽ chui sâu vào trong cái màng của tế bào. thành ra bởi vì thế nên 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 nếu mà chúng ta dùng nhiều cái thuốc nào đó thì đến một cái lúc nào đó thì cái số thụ thể trên màng á nó sẽ bị giảm đi và đó nó sẽ căn nghĩa cho cái hiện tượng là bị giảm cái 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 cái, cái phản ứng đối với cái thụ thể thành ra cái 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 mà các thầy nói là nó không có liên quan đến cái sự mà uh, uh, cái uh, cái đặc hiệu của của cái của cái thuốc mà nếu mà chúng ta dùng nhiều cái thủ thể đó thì chúng ta nên cần để có, có một cái thời gian để mà cho các thủ thể nó nó từ từ nó xuất hiện trở lại trên cái màng tế bào. Nhưng mà cái đó đó nó chỉ là một cái vấn đề lý thuyết thôi chứ thực ra ngày hôm nay người ta cũng không có cái khả năng để mà đo một cái chính xác những cái con số của cái thụ thể trên cái màng tế bào đó là một việc và người ta cũng không có cái khả năng để mà đo cái nhịp độ uh, uh, dùng cái chữ luân hồi thì nó không không có đúng lắm nhưng mà cái nhịp độ mà thay đổi cái những cái những cái thụ thể ở ở trên ở trên cái màng tế bào nhưng mà có mà thầy sẽ chấm dứt uh, với, với cái, cái, cái 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 suy nghĩ này có một cái bệnh mà có thể các bạn mà chuyên về nội biết là cái bệnh nó gọi là myastheni có nghĩa là bệnh mà về hệ thần kinh nó 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 nó, nó cái triệu chứng của nó là bệnh nhân sau bị những cái cơ bắp mà cơ bắp ở bên ngoài nó 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 bị yếu đi và chúng ta biết rằng đó cái bệnh đó là bởi vì có những cái uh, có những cái uh, kháng thể những cái kháng thể tự miễn Uh, nó sẽ ức chế những cái thụ thể uh, nicotinic của cái chất acetylcholine và bởi vì nước chế thành ra nó làm giảm cái số thụ thể nicotinic đó xuống uh, và vì thế nên những cái người mà bị bệnh không biết tiếng Việt gọi là gì nhỉ? Myasthenia uh, hoặc là myasthenia, thì cái bệnh đó đó là do cái sự mà giảm đi cái số thụ thể trên màng của các cơ cơ không phải là cơ trơn mà cơ bắp của của các bệnh nhân đó em cảm ơn thầy ạ vâng em thấy thầy có một câu hỏi mà các bạn đặt trên cái khung chat không, không ạ vâng thì thì đức cứ đức cứ đọc đi rồi được. rồi sau đó thầy em đọc trả lời đây là bạn ấy hỏi là với bệnh nhân mà có receptor M2 ưu thế hơn M3 thì khi cường giao cảm bệnh nhân sẽ dễ thở ạ. Như vậy thì cơ chế do cường giao cảm đây khó thở và có thoát ở bệnh nhân này là không đúng à không cái 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 suy luận này đến lúc đầu thì nó đúng nhưng lúc sau nó sẽ sai là tại vì sao là tại vì uh, bây giờ thầy sẽ thầy sẽ quay lại cái phần uh, cái phần này thế mọi người có thấy không có à, thấy cái vâng thế uh. thì bây giờ Ấp, oh, xin lỗi thầy quay lại nhá ở à, đây à, thì đừng để ý mấy cái mấy cái cái thầy vẽ sau này bây giờ đó nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta có có cái uh, chúng ta là cái anh acetylcholine này, thì acetylcholine lúc mà anh ta được phóng thích ra đó thì anh ta sẽ tác động trên thụ thể M3 trước rồi sau đó mới tác động trên thụ thể M2. Có nghĩa là acetylcholine trong cái quá trình uh, tác động của acetylcholine thì nó sẽ gây ra cái sự co thắt trước. Nhưng mà bởi vì ngay sau đó thì có cái sự tác động ngược lại lên trên M2, thành ra cái sự co thắt đó nó sẽ nó sẽ ngắn, nó sẽ không kéo dài. Nói một cách khác, bây giờ đó nói cái này các anh các chị sẽ hiểu ngay giống các anh các chị đang đi xe đang đi xe gắn máy đó cái anh M3 đó là cái anh đạp ga cho xe chạy nhanh hơn và anh M2 đó là cái anh đạp thắng thì trong cái quá trình đó là các anh các chị đạp ga trước rồi đạp thắng sau chứ không có bao giờ đạp thắng trước và đạp ga sau cả bởi vì cái cơ chế nó là như vậy và lúc đó nó sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi được một cái tình thế hiểm nghèo, hiểm nghèo cũng giống trong cái trường hợp mà đang đi đang đi xe hai bánh đang đi xe hai bánh gặp một cái xe tải hoặc là gặp một cái người đi qua đường chúng ta cần phải đạp ga để mà tránh cái xe tải hoặc là tránh cái xe đời, cái người đi qua đường đó nhưng mà sau khi đạp ga xong rồi chúng ta sẽ đạp thắng lại ngay nếu không thì chúng ta sẽ đạp ga quá lỗ thì trong cái trong cái cơ chế mà của cái hệ phó giao cảm của chúng ta với lại cái khả năng có cái thắng sau cái ga đó là cái cơ chế của em 2 sau em ba và em 2 luôn luôn đi sau em ba thành ra bây giờ với cái những người bệnh nhân nào mà có nhiều em hai quá thì cũng không có sao tại vì nếu mà chúng ta chúng ta chúng ta tiết ra cái chất acetylcholine đó thì cho dầu anh em hai rất là nhiều nhưng mà anh em 3 vẫn là cái anh mà được uh, được uh, tác động trước thì không biết là thầy cách nghĩa như vậy thì có rõ cho mọi người không Ok, có một câu hỏi khác. Hiệp nói Hiệp hiểu, rồi. Còn có câu hỏi của Lan Vân là duy trì nồng độ canxi ion trong máu là bao nhiêu ở bệnh nhân đang có thắt phế quản liên tục? Thì câu hỏi này của của Lan Vân cũng cũng là một câu hỏi rất là hay. Nhưng nó giúp cho chúng ta nghĩa là điều chỉnh là một số chuyện. Thực ra đó, cái nồng độ canxi trong trong máu dĩ nhiên nó quan trọng nhưng nó không có quan trọng lắm tại vì sao là tại vì canxi lúc nào nó cũng không có dễ để mà nó vào trong cái cái tế bào canxi chỉ có thể đi vào trong tế bào khi nào mà những cái canh của dòng canxi được kích hoạt bởi vì thế nên cái cái việc mà nồng độ bởi vì thế nên các các bác sĩ hô hấp chúng ta không có quan tâm lắm đối với lại cái 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 nồng độ canxi ở dòng trong máu ngược lại với lại các bác sĩ uh, của uh, của tim mạch. Tại vì sao? Là tại vì trên cái tế bào cơ trơn của phế quản thì những cái kênh canxi tuy nó có nhưng nó không có, không có không có không có nhiều. Trong khi đó trên những cái tế bào của tim hoặc là mạch thì kênh canxi có rất là nhiều và nếu mà chúng ta tăng cái nồng độ của cái canxi uh, đây nhá, thầy đang anh, anh Đức đang đi thì chắc là phải tắt lại cái hình của anh Đức uh, như thế thì nếu mà nếu mà uh, bởi vì thế nên cái, uh, cái, cái, cái 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 nồng độ canxi trong các tế bào của tim mạch bởi vì nó có nhiều, thành ra nếu mà calci tăng ở trong máu thì cái cơ nguy của cái sự tăng tăng calci đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ tim mạch nó rất là lớn. Trong khi cái cơ nguy của cái sự tăng calci trong cái hệ hô hấp nó tương đối nó nhỏ tại vì những cái canh calci, những cái cánh cửa mở calci đó nó nó tương đối nó ít nó nó ít và lúc này thì thầy sẽ quay trở lại với lại cái 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 cái, cái, cái hình này để mà để mà nhắc nhở lại lần rằng là uh, ở đây đó cái sự tăng canxi ở đây đó uh, trong các tế bào cơ trơn của phế quản đó, nó đa số nó sẽ đến từ nội bộ có nghĩa là nó sẽ đến từ cái này thầy sẽ cho xem lại cái cái slide nó đến từ cái reticulum endoplasmic ở đây này hoặc là nó sẽ đến từ cái reticulum chondroplasmic ở đây nói một cách khác đó là chúng ta cần phải có một cái tín hiệu phân tử như là chất acetylcholine hay là dị nguyên hay là một cái phân tử của ô nhiễm môi trường nó kích hoạt một cái thủ thể màng và thủ thể màng lúc đó nó nó sẽ huy động những cái calci ở trong cái tế bào của chúng ta chứ không phải là calci trong máu. Đó là để trả lời câu hỏi của uh, của bác sĩ Lan Lan Văn ừ. Đúng rồi Miastenia gravis là bệnh nhược cơ Đúng rồi thì lúc đó đó thì là đường uh, miastenia miastenia gravis là là bệnh nhược cơ và cái bệnh nhược cơ này đó thực ra đó nó sẽ chỉ xảy ra là khi nào mà người bệnh nhân lặp đi lặp lại các động tác đó nhiều lần và cái sự lặp đi lặp lại cái các các động tác đó nhiều lần đó có nghĩa là sau mỗi lần mà làm cái việc đó đó thì sẽ uh, sẽ làm giảm đi cái số thụ thể nicotinic ở đây là thụ thể nicotinic và nicotine chứ không phải là thụ thể muscarine đó nhưng mà cái nguyên tắc nó vẫn là cái nguyên tắc mà ban đầu thầy nói có nghĩa là một khi mà ta kích hoạt một cái thủ thể nào đó nhiều quá đó thì ta sẽ có thể có một cái cơ nguy nhưng mà cái cơ nguy này nó chỉ là cái cơ nguy lý thuyết sẽ làm giảm cái số thủ thể ở trên màng tế bào ờ, đối với là một cái đối với cái sự kích hoạt nào đó